Con chào thầy Tài. Dạ, hello Minh Phúc. Bữa nay đặt tên được rồi đó hả? Tên Dạ. hả? Em chào thầy Toàn và cả nhà. Bữa nay nữa là buổi thứ mấy rồi các anh chị? Ngày 13. 13 ha. 13 rồi thầy. Mới có 13 buổi hả? Dạ, mới 13 buổi à. Anh thấy quá. Anh chị chuẩn bị vô nội dung rồi đó. Vô rồi đó. Bắt đầu các khái niệm đã nó tương đối này. Bây giờ bắt đầu vô nội dung sâu hơn. Đây và cả nhà. Phép tắt micro cả nhà. Được. Cả nhà ăn trung thu, bạn ăn trung thu không? Hôm qua ăn trung thu chưa các anh chị? Quê em nay đi phá cổ rồi ạ. Hôm nay rất là nhiều nơi tổ chức kìa. Dạ. Trung thu bây giờ có chú cô Hằng. Em tắt micro ha, em mời Lucky Trần hả? Hôm qua thầy thấy con nhưng mà thầy thấy con đi đâu nên không có. Dạ, bà trân trọng biết ơn thầy và cả nhà bà. Và hôm nay là dịp Tết Trung thu, con vừa mới rút ra kinh nghiệm rằng là phải có suy nghĩ đơn giản. Con vừa mới nhìn ra cái thùng của bên nội tâm, con vừa mới chế tạo ra một bài học này. Này, đôi khi là cái thùng đó nó cũng có giới hạn, giống như là mình bỏ vô một món đồ á, mình bỏ nó vào trong đó đó nhưng mà lại không nhét vừa được, nên mình rút gọn nó lại, giống như cái việc mà con rút gọn quần áo của con vào trong cặp con, tuy nó nhỏ xíu nhưng mà chứa được rất nhiều quần áo của con nè. Thì rút ra bài học gì? Con vừa mới rút ra bài học rằng là đôi khi mình phải rút gọn, giống như là con người nè. Là nếu mà mình cho họ vào trong cái phòng thì có khoảng 8 phòng thì mình phải rút gọn, bằng cách là nếu mà có 13 người thì mình phải rút gọn là 4 người ở đâu, hoặc là 5 người ở đâu, ở trong phòng nào, như thế đó thầy. Đôi khi còn sắp xếp cái người mà ở hả? Đúng rồi ạ, sắp xếp, đúng rồi, và mình phải rút gọn á. Ví dụ như một cái phòng á, nhưng mà mình phải rút gọn là người nào nằm trên giường, hay là người nào chạy chiếu đi ngủ, hoặc là người nào đó là sắp... Con đang nói ở bên ngoài, nhưng mà con đang nói cái nội tâm thì nó khác. Đúng rồi ạ, nội tâm á, đôi khi đó là mình... Nó có cái thuật ngữ này nè. Thầy chia sẻ cho con cái thuật ngữ này nè. Đâu con đọc chữ này ơi. Cái dụng của tâm. Cái dụng của tâm. Đố con là cái gì? Tất nhiên là an vui rồi. Không phải. Cái từ dụng á có nghĩa là chứa đựng. Cái dụng á là chứa đựng. Dụng ở đây chứ nghĩa là không gian chứa đựng á. Ví dụ như cái chai, cái không gian bên trong của chai thì chứa được bao nhiêu nước. Giống như nhà của con nói đó, cái nhà của con thì chứa được bao nhiêu người khi con sắp xếp người vào. Vậy thì đối với một con người, cái tâm á, cái dụng của tâm không lớn á, thì con mới tính toán cái chuyện sắp xếp bao nhiêu người vào chứa đựng trong trái tim của con. Đúng chưa? Nhưng mà nếu cái dụng của tâm của con lớn á, thì con chứa bao nhiêu cũng chứa được. Nên con thay vì con kia đi sắp xếp người
thì con hãy mở rộng cái dụng của tâm. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Ví dụ như hiện nay con đang chứa mẹ con đúng không? Những người thân của con. Con có thể chứa người, những ví dụ thời gian gần qua có chứa đựng được thầy trong trái tim con chưa? Rồi. Rồi vậy thì bắt đầu chứa thêm con cái của thầy được không? Cũng được mà. Chứa thêm và vợ của thầy được không? Cũng được mà thầy. Thầy chứa thêm là những thầy cô xung quanh thầy được không? Cũng được. Được. Vậy thì thầy hiện tại bên cạnh thầy có bao nhiêu người con biết không? Dạ là có khoảng thầy có mấy người con? Thầy có khoảng 3 người con. Đó thấy chưa? Vậy là chưa đủ chứa. Còn đứa nhỏ mới sanh ra không chứa luôn. Trong khi đó kêu sinh về nhà nuôi. Hiểu không? Hiểu. Vậy thì cái dụng của con nó chưa chứa đầy đủ hết. Vậy thì trong lớp con có bao nhiêu người? Trong lớp con có khoảng 25 người. Con chứa hết đựng hết luôn không? Giờ dạ, nhắc tên người nào kiểu sao ở đâu làm Bi nhớ hết không? Nhớ hết luôn. Vậy thì có nghĩa là con chứa đựng được cái lớp học của con. Hiểu không? Hiểu ý nữa không? Rồi. Còn nếu đặc biệt nữa là người có cái dụng của tâm đặc biệt là chứa đựng được sự chuyển hóa của con người. Dạ. Thì con khỏi mất công đi sắp xếp vô trong cái trái tim của mình nữa. Khỏi mất sắp xếp. Làm nhà bự hơn để cho nhiều người đến. Chứ không phải là nhà mình nhỏ rồi sắp xếp người sắp lốp vô đó. Dạ. Thì nếu mà con học được cái bài học này nội tâm thì cái này nè. Được không? Dạ được, dạ được. Con câu nói là tâm bao lớn thì vũ đài của bạn lớn bấy nhiêu. Có nghĩa là khả năng chứa đựng con người á. Ừ. Cái dụng của tâm. Thôi, lên nói dụ chứa nên thầy tặng cho cái thuật ngữ này. Rồi, bye bye con trai. Dạ là tạm biệt thầy. Thầy trân trọng biết ơn thầy và cả nhà. Nhà tuần sau con sẽ chế tạo ra mấy bài chữ chế của con ra. Ông học nội tâm giống như ông học cái gì, ông học kỹ thuật vậy đó. Ông nói ông chế tạo. Ông hay quá ha. Xin mời Thí Võ. Em chào thầy, em chào cả nhà. Thầy ơi, em có một cái kiến thức mà em quên mất, em nhờ thầy nhắc lại là bốn loài người mà mình cần giúp ở đây. Em nhớ là giúp người cần mình này, giúp người gần mình, giúp người ơn của mình. Và cái một người cuối cùng là em quên mất rồi này. Em có nhớ gì đâu. Cái đó là gì vậy? Cười liền. Cái đó là gì? Vì câu chuyện mày giúp người em mắc cười là ngày xưa. À, có nghĩa là gặp một cái tao láo là mình thấy học hay quá mà người khác chưa cân mình cứ vẻ vô học á, sao nên em ngô ra ngay em học là em còn nhớ là gần mình mấy cân mình là em tùng tìm cười vì người ta chưa cân mới vẻ vô học đi vô học đi. Người mà chữa đừng trong trái tim, nghĩa là chữa đừng trong trái tim của mình là người cân mình và người trân trọng biết ơn, à người ơn nhá, người ơn. Còn người cuối cùng là trân trọng biết ơn là thầy. Có biết gì đâu, chị đang hỏi gì mà. Tại vì bạn là Ngọc Ánh trong Mentor Ba, bạn nói em là chị thử quay cái video để nói về cái bộ loài người cân giúp. Tự nhiên em nói em quên mất tiêu rồi. Thì chị hỏi Ngọc Anh. Mà lúc nãy em cũng quên rồi luôn, nói chuyện gì thì quên luôn. Thôi đi, thầy thay mà nhớ. Cái đó nó thuộc về thân thí. Cần duyên chắc lớp nọc này chúng ta có học. Các anh chị chắc
chắc lớp học này các anh chị có nhân duyên học được 7 bố thí quan trọng của đời người ấy. Thân thí là có nghĩa là nếu mà chúng ta thi ân bất cầu báo, thi ân bất cầu báo, cầu báo 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 o đúng không ta, báo đáp có thế à? Thì đừng nói năng gì nữa, cứ làm, có nghĩa là giúp người không có cần mưu cầu điều gì hết thì thôi. À dạ đúng rồi đó, em cười chéo giống như mình gọi là chéo duyên đó con, được được vậy thôi. Không có gì hết thì không nói năng gì, nhưng mà dạ, khi mình đã thường xuyên làm giúp người rồi thì nó sẽ, tâm của mình nó sẽ có mưu cầu xuất hiện. Dạ. Tại vì chưa ai làm việc thường xuyên ban đầu đi giúp người tâm sáng lắm, nhưng mà sau khi thời gian làm thường xuyên thì cái tâm nó sẽ mưu cầu. Giống như đi làm từ thiện bước đầu tiên mình cứ làm, cái qua thời gian tâm tham nó trỗi dậy, mình muốn giúp nhiều người hơn, nhưng người ta không có trân trọng biết ơn gì mình, người ta không cần mình rồi, để kia người ta bực bội chửi rủa mình, cái mình sân si lên à, bởi vì tâm tham nó khởi tạo rồi, tham tưởng nó khởi tạo rồi, thì lúc thời điểm đó con người mình đi giúp người nó sẽ bị dính mắc. Nên nó có một cái nguyên tắc giúp người, thứ nhất là người ta cần mình cái đã tính sao. Vậy thì làm sao để người ta biết mình, ta cần mình? Hỏi người ta có cần mình hỗ trợ không thì mình sẽ biết. Cái thứ hai, nếu trường hợp giữa sự sống và cái chết thì đa phần người ta sẽ cần mình mà ta không lên tiếng được, nên thôi mình giúp. Nên là nguy cơ, cuộc sống của người ta đang bị nguy cơ xảy ra, thì lúc thời điểm đó người ta, dù người ta nói tôi không cần đâu, không cần đâu, nhưng mà thực chất cũng cần. Tại vì người ta cũng gần giữa sự sống và cái chết, thì thực chất ta cần, nhưng ta không có lên tiếng thôi, lên tiếng được. Nên là mình cân nhắc coi cái đó. Một tai nạn diễn ra, một người đang có vấn đề gì tai nạn, họ đang nằm tại chỗ đó, thì sao họ biết nói cần mình, nhưng mà lúc đó họ cần mình thật không? Cần, cần bất kỳ ai chứ không phải mình. Được không? Vậy thì cần mình là mình sẽ giúp. Cái tiếp theo là gần mình. Gần mình chính nữa là gần trái tim với mình đó, thì mình hãy giúp. Tại vì khi người ta cần á thì các anh chị bị giúp đỡ không có dính mắc. Gần trái tim giúp đỡ thì các anh chị đơn giản để giúp đỡ, đỡ tốn nguồn lực nhiều, đỡ hao tổn nguồn lực, nên khi đó chúng ta giúp người chúng ta không có bị loạn tâm. Còn những người xa mình á, các anh chị giúp các anh chị bị loạn, xa trái tim với mình đó nha. Giống như thực tế ngoài xã hội, nếu mà các anh chị giúp ai gần mình dễ hơn, còn xa mình quá có phải nguồn lực mình hỗ trợ sẽ cực hơn không? Thì tương tự như vậy, con người giúp đỡ với nhau, nếu gần trái tim với nhau thì nguồn lực mình dùng nó sao ạ? Nó sẽ ít hơn và mình giúp được nhiều người hơn. Tiếp theo nữa là người trân trọng biết ơn. Tại vì một người trân trọng biết ơn á, họ bố thí được cái bố thí trân trọng biết ơn cho mình khi mình giúp đỡ á, thì làm cho động lực giúp người của mình nó ngày càng tăng trưởng. Còn mình không để ý cái điều này làm cho cái khả năng làm việc của mình nó càng càng tệ đi, giúp người ngày càng kém đi. Nên một người nào đó đi giúp người ngay từ đầu, gặp được người rất trân trọng biết ơn mình, thì cái hình ảnh tâm trí đó đó nó sẽ giúp cho mình gieo duyên sau này nữa, và mình làm được nhiều điều tốt hơn. Lớp học này duy trì được là thực chất cũng nhờ những con người rất trân trọng biết ơn sống học trong lớp học này. Tại vì có sự chuyển hóa cuộc sống, họ có một cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn lớp học, biết ơn Quýt, nên là Quýt buộc phải làm tiếp tục, không có cách nào khác hết. Tại vì nguồn năng lượng đó nó sẽ giữ chân chúng ta phải phát triển thêm. Cái này là bố thí rất là đặc biệt, cái này là tâm thí, bố thí
cái lòng biết ơn đối với con người thì người ta sẽ làm thêm cái đại nghĩa đó nữa, làm cái thêm cái đó nữa. Rồi, cái người ơn của mình là người có người ơn của mình. Cho mình tiêm cái hay giúp đỡ mình. Ừ, thì mình hỗ trợ cho họ. À. Vậy đây là bốn đối tượng ưu tiên để hỗ trợ, chứ không phải là những người khác ngoài này chúng ta không làm. Nha. Thôi vậy thôi đó. Bye bye. Dạ rồi, em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Chào tạm biệt ạ. Em tắt mic đây. Giống Ngọc Khánh rồi đó, được đó. Con đắc mấy đây, trình loại não. Dạ, em biết ơn thầy đã gọi em, biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội để được chia sẻ. Em vừa đem cái xô ra rồi mà, chắc tí em mới dùng cái thau, thầy nói cái thau. Em cũng rất nhiều lần em cũng muốn chia sẻ, nhưng em không đủ can đảm, không phải vì em không nói được mà bởi vì em thấy mình nó nhỏ bé rất nhiều so với mọi người. Nên nặng nhiều ký. Em cao 1m8, nặng gần 80 kg á. À, vậy mà nhỏ bé gì trời. Trong cái tim của mình thế. Thật ra thì em thấy thì với hành động cụ thể ở ngoài thì mình thấy là cũng lớn rộng lắm, nhưng mà may có vừa rồi cảm ơn Khánh để thầy chia sẻ cái dụng của tâm. Và thầy nói rằng cái trái tim của mình bao lớn như cái vũ đài bao lớn bấy lớn. Thì có lẽ là cũng chỉ mình em biết cái việc là em thấy vũ đài của em rất rất nhỏ. Em sẽ xin kể cái hiện thực về cái nhỏ đấy sau. Trước khi để vào cái việc đấy thì chắc em xin kể câu chuyện nhỏ, bởi vì nó liên quan đến cái đó, cũng như là cái tôi, cái bản ngã của em rất lớn. Tức là cái dở của mình rất lớn. Thì em có đọc câu chuyện như thế này. Tức là có một người thợ cắt tóc, mình cắt tóc cho một người. Thì hai người đang nói chuyện với nhau về tôn giáo. Nói chuyện rất nhiều, nhưng sau đó thì quay sang cái chủ đề về tôn giáo. Và ông thợ cắt tóc, ông nói rằng kết luận là ở đời này làm gì có Phật, làm gì có Chúa. Thì ông hỏi đấy, sao lại bác lại nói thế. Thì ông thợ tóc ông bảo nếu mà có Phật, có Chúa ấy, thì sao mà còn nhiều người khổ như thế, còn đầy đứa trẻ ngoài đường, còn bao nhiêu người nằm trong bệnh viện, còn bao nhiêu người đang đói ăn, đói mặc, vân 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 vân. Thì cái ông được cắt tóc, ông không nói gì. Thì sau khi cắt xong, ông ấy đứng lên, ông đi ra ngoài. Ông về thì ông vừa đến cửa thì ông thấy ở đối diện có một vài người đang đầu tóc bù xù, đang đứng ở đó. Thì ông quay và ông nói với thợ cắt tóc là ở đời này làm gì có thợ cắt tóc. Thì ông cắt tóc, ông mới bảo đấy, tôi vừa mới cắt cho ông đấy, chứ không có thợ, tôi không là thợ cắt tóc thì là gì. Thì ông kia ông nói là nếu mà có thợ cắt tóc thì làm gì có những cái người mà đầu tóc như thế kia. Thì ông cắt tóc, ông ấy quay ra, ông ấy sạc luôn là nó có bước vào đây đâu, có bao giờ bước vào đây đâu, bước vào đây thì tôi mới cắt được chứ, còn giờ cứ đi ra ngoài làm sao thì cắt được. Và khi ông nói xong câu đấy thì ông cũng hiểu ra được là cái điều của người kia muốn nói. Tức là mình không chấp nhận, mình không đưa tay ra thì không có Phật, không có Chúa, không có giác ngộ nào, cũng không có bài học nào có thể giúp mình được. Em cũng là một trong những người, nếu em là người bù xù tóc đứng ở ngoài cửa thì có lẽ là em nghĩ rằng mình đang tự cắt được cho mình. Hoặc là mình nghĩ rằng là chắc đầu mình cũng ổn, không đến nỗi nào. Vân vân, tức là cái tôi của mình nó sẽ tự xây cho mình một cái gì đó mà mình cái ngã mạn ở trong bài học của mình như thầy nó khá lớn. Em không cho rằng có một tiệm cắt tóc nào có thể cắt được cái mái tóc của mình tốt hơn. Và vậy nên là có một cái lớp áo giáp rất lớn ở em, và em nghĩ cũng sẽ có một số anh chị như vậy. Nhưng mà sau khi vừa tiếp cận với lại Quýt ạ, em biết ơn nhân mạch của em là chị Kim Vân. Thực ra thì cũng lúc đấy thì cũng rảnh, đang ngồi trên xe cũng không có gì làm mà cũng có để cái để trả lời cho chị. Nếu chị có hỏi là em nghe chưa, thì em nghe. Thì những cái cách thức tiếp cận đến con người của Quýt thì đó là điều nó trên trên cái tầm của cái suy nghĩ
của em nhiều bậc. Thành ra khi em nghe thầy nói về thầy có bốn người con, khi em nghe thầy chia sẻ về đừng có nói về miễn phí, đừng có nói là miễn phí, khi em nghe thầy nói về việc đừng nói với ai, nhưng ai hỏi thì nói, cái câu mà đừng nói với ai, ai hỏi thì nói là một trong những điều mà cái đấy là cực kỳ sâu sắc, nhưng có cái là hiểu thì có thể đơn giản thì cười cười vậy thôi, nhưng mà thực sự nó cực kỳ sâu sắc đối với em. Và như hôm vừa rồi có một chị có chia sẻ, và thầy em thấy cái đấy, em hôm nay là em với lại Thiên Chúa giáo thì các anh chị là xưng tội trước một người, còn em thì do em theo đạo Phật nên chắc là em cũng gọi là nhận tội nhưng mà trước rất rất nhiều người, trong đó có thầy, về cái gọi là, em cũng không biết nó gọi là cái gì, nhưng mà em không hiểu tại sao, nhưng mà em có một cái em chia sẻ để cũng mong là cái năng lượng của thầy cũng như tất cả các anh chị ở trong lớp học có thể giúp em vượt qua. Thực tế là ví dụ như trong cái ngành của em ấy, em đang kinh doanh một cái lĩnh vực liên quan đến phòng cháy chữa cháy, thì trong đợt vừa rồi nó có cái giai đoạn gọi là có một cái đoạn nhịp mà chúng em buộc phải, các công ty như chúng em buộc phải có một những cái làm test, làm thử nghiệm về cái sản phẩm của mình bán ra thị trường ấy tại ngoài cục, một nơi duy nhất để làm việc đấy. Và khi em chưa bắt đầu test, em chưa làm cho cái sản phẩm của em ấy, tức là chưa đến lượt ấy, thì những cái thì ở trong đấy có group khoảng mấy trăm doanh nghiệp liên quan đấy ấy, thì người ta cứ đưa những hình ảnh về sự thành công của cái việc test của người ta, hay là tương tự như thế, đại khái là một việc gì đó vừa xong ở những doanh nghiệp đấy đã xảy ra xong ấy. Thì em nói thật là có một cái sự gì đó nó buồn, nó nản ở trong chính con người mình, nó nổi lên như thế, tức là mình không muốn có điều đó xảy ra, mà thực tế rằng là nếu mà gọi là trăm người bán thì vạn người mua, còn lại cái việc là mình cứ muốn rằng là mình phải đi trước đối thủ thì hình như ở trong em nó ghê gớm quá, nên cứ nghe được một cái điều cuối cùng thì sau khi mất một vài tỷ đồng thì cũng trong em cũng đã hoàn thành được cái việc đấy. Tuy nhiên không, cái trong em nó có một cái gì đấy nó nổi lên một cái tính như là sân ấy thầy, sân nhưng mà nó không hẳn là sân không, mà nó gọi là có một cái nỗi buồn bởi vì mình chưa làm thì người ta đã làm rồi. Cái đấy là một cái của liên quan đến nghề nghiệp, nhưng mà cái liên quan đến lớp học của mình ấy, giống như mấy hôm trước tại thầy có chia sẻ cái việc đấy với một chị nào đó, em không nhớ tên. Hôm đấy thầy chia sẻ về việc đó là cái đó của thầy lại đi trên một bậc, trên nhiều bậc đối với cái suy nghĩ của em nữa. Khi chị ấy chia sẻ và chị em gọi là ngợi ca về Quýt, cũng như là hôm vừa rồi anh Giang cũng chia sẻ, thì thầy có nói những cái điều đấy, và thầy nói rằng là các anh chị khác và nhiều người khác sẽ cảm thấy thế này thế kia, và sẽ cảm thấy có một chút nào đó, mà đừng biến Quýt thành một cái bán hàng đa cấp, nhưng mà các anh chị thông cảm cho một số anh chị khác, bởi vì là các anh chị lần đầu tiếp cận với lại cái kiến thức kiểu như thế này, nên cái sự vỡ ra của các anh chị là có thật. Đại khái là những cái việc thầy chia sẻ như thế thì đúng là cái điều đấy là rất tuyệt vời, cũng đúng như những người du lịch vậy. Em thấy là đúng là những người du lịch, ví dụ như em có một lần em ra Đà Nẵng, bãi biển Đà Nẵng, rất một đám đông nhảy ra chụp hình quay phim rồi hào hứng với cái việc có một cái nơi tuyệt vời, một bãi biển tuyệt vời rất đẹp, trong khi đó những người đánh cá ở bên cạnh thì người ta nhìn ngó với một kiểu như là không biết ở đây mới sỏng ở đâu ra. Thì em mới thấy được rằng đúng là những cái gì mà những người khác lần đầu trải nghiệm thì bao giờ cái cảm xúc đấy là cảm xúc thật. Và em thì có cái em rất xin lỗi những anh chị, có ví dụ như em quan sát em có học được 2 khóa, nhưng mà ví dụ như có 10 người chia sẻ, em thực sự liêm chính nội tâm là em xin lỗi, bởi vì thì trong đó sẽ có khoảng 1-2 người em có cảm giác em không chứa được, không chứa được trong tâm, mà chẳng có cái điều gì, nó cũng làm đáng lẽ là rất bình thường, nhưng mà em không hiểu đấy là cái tâm của em nó như vậy. Nên em có nói với chị Vân, thì chị Vân bảo vậy thì chị cũng vậy đấy, chị cũng giống hệt em đấy, em nên chia sẻ với thầy và sau đó em sẽ gỡ được những cái việc đấy. Và em bảo em quả thực rằng là sao mà mình cũng nghĩ là mình cũng lớn lao lắm, nhưng tại sao lại có những việc rất bình thường, những điều rất nhỏ nhoi mà mình lại để một cái tâm như thế ở trong người. Thậm chí em nói thật, em xin lỗi các anh chị, có một số anh chị khi chia sẻ thì em vẫn ngồi đây, em tắt tiếng.
Đấy là do cái nếu mà tha lỗi cho em thì đó là cái gì đó nó từ nhiều kiếp trước nó tổng hợp lại, chứ em bây giờ thì em không muốn điều đó và em cũng đang cố gắng để thoát ra khỏi cái điều đó. Em rất biết ơn Quýt, em biết ơn thầy Toàn cũng như các thầy khác, kể cả trong lớp và học về tài chính, đã giúp em tháo bỏ được cái lớp giáp. Em chưa biết em sẽ chuyển hóa những gì, bởi vì em sẽ cảm nhận cái sự chuyển hóa trong một khoảng thời gian dài, thì em sẽ chia sẻ lại cái sự chuyển hóa đó. Tuy nhiên tìm hiểu cũng như là học về cái những kiến thức của thầy chia sẻ và tìm hiểu thêm về những điều đó thì em đang làm, và em cố gắng gọi là đầu tiên là phải vượt qua cái mà em vừa chia sẻ, đó là cái tôi hay là cái ngã mạn gì đó, cái gì đó trong em nó lớn thì em đang muốn thoát, thực sự em đang muốn thoát khỏi cái đó trước khi có được bất kỳ cái gì khác. Dạ em xin hết ạ. Có gì đâu, không nghe được thì thôi chứ có gì đâu. Cái đó là người bình thường, hoặc là tại vì có một số người á, có hai thuật ngữ như thế này nè, coi xem lại coi nội tâm có bị dính mắc không. Đó là phò si và phò thịnh. Thường cái trạng thái nội tâm của anh Hảo là thuộc tiếp người phò si. Chính xác rồi thầy, đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà viết hai từ này thì đúng cái đó đấy ạ. Anh thuộc tiếp người phò si là thấy người ta yếu thì anh giúp đỡ, anh trợ tối đa. Nhưng khi người ta mạnh lên chút xíu là anh sẽ cảm giác được là người đó hình như có vấn đề gì đó, anh tìm cách anh bỏ đi hoặc là anh tìm gì đó, anh né anh ta, anh kiếm cái nơi nào si á, người ta khó khăn anh giúp tiếp. Thấy người nào đang làm tốt á, anh cảm thấy nội tâm thấy bực bội. Nhiều khi nội tâm nó cũng có hơi bực bội thì cái đó là phò si á. Đúng là thầy ơi, em mà xem một trận, ví dụ em đã xem trận đấu quyền anh mà em thấy ai đang đấu yếu thì em chỉ mong một cái điều gì đó kỳ diệu xảy ra để người đấy lật ngược tình huống Ừ. thôi. Nhưng mà cái tánh này thì đi giúp con người vậy đó, nó là một cái biểu hiện vi tế của ngạo mạn nội tâm. Biểu hiện vi tế của ngạo mạn nội tâm. Bởi vì khi mình đứng trước kẻ yếu thế và những người dưới cơ với mình đó, thì mình thể hiện được cái tôi của mình, cái bản lãnh của mình. Còn mình đối diện với những con người mà vượt trội hơn mình, hay là người ta làm cái đó điều đó tốt hơn mình á, cái mình cảm thấy bực bội là bởi vì mình không thể hiện được cái nội tâm, cái danh của mình. Nó Đúng hơi rồi. vi tế một chút xíu. Thì qua thời gian ban đầu thì lợi thế lắm, nhưng qua thời gian á, phò si này nó làm cho mình từ càng ngày sống càng sống dài á, thì mình càng khó khăn trong quá trình làm việc. Tại vì mình sẽ thu hút cái những con người yếu thế đến với mình không thôi. Và qua thời gian nó sẽ làm cho mình kéo xuống cái khả năng của mình, kéo xuống. Và mình thấy mình hay lên, mình giỏi lên, nhưng mà cuộc sống mình nó sẽ bị kéo xuống nếu mình còn duy trì cái phò si này lâu dài. Để thoát cái này thì cần phải có cái gì mang tính chất gọi là thay vì khái niệm thì cụ thể hóa không thầy? Được chứ, có chứ. Ví dụ ha, à, hiện tại thì nói thật với cả nhà, à, mình là mở một cái lớp nội tâm ra đời, sau đó thành lập tổ chức quyết. Thì giai đoạn đầu theo các anh chị, những con người đến với Toàn á, là họ gặp khó khăn đến hay là họ thịnh vượng họ đến? Theo anh Khó khăn khó khăn chứ. ạ. Người thì bị cái nội tâm, người thì bị thể chất, người thì bị cái mối quan hệ, người thì bị cái này cái kia mà đến. Vậy thì nếu mà mình không dung chứa thì mình mở ra cái tổ chức đào tạo quyết để làm chi? Nhưng nếu mình dung chứa thì sẽ thu hút toàn những con người khó khăn đến với mình trong suốt phần đời còn lại, đúng chưa? Tại vì bạn mở ra cái nơi từ thiện cơm thì người ta sẽ đến, người ta xin cơm. Bạn mở ra một nơi giúp cho người ta an vui nội tâm thì tâm người ta loạn thì người ta mới đến, đúng chưa? Có phải không? Dạ đúng Thì rồi. nếu mà em thọ thịnh
là em chỉ có những người nào thịnh vượng thì em mới mới đến mà mở tổ chức đào tạo ra, vậy người ta thịnh vượng, người ta hết trơn, người ta đến để làm chi? Mà nếu em phò si thì cũng chết, mà phò thịnh cũng chết, nên không có đường nào sống được hết. Vậy thì sao? Trong nhân viên của em thì em làm tổ chức đào tạo, thì bắt đầu có một người đến, thì thay vì họ nương vào quýt để đồng hành, thì em sẽ mượn sức của họ cho đi giá trị của xã hội. Thì em vừa phò si khi giúp đỡ, nhưng đối với người cần mình thì mình cần nhờ họ giúp mình, thì đó là cách giúp đỡ họ. Được không? Yeah. Thì anh hiểu ý không? Tại vì khi một người đang khó khăn mà người ta đến, người ta mình mượn công cụ của quýt, mình mượn sức của họ để lấy cái công cụ đó giúp người, thì có phải là họ đang giúp mình không? Yeah. Nhưng mà họ giúp mình, nhưng mà khi đó họ tích lũy phước báo không? Thì thuận duyên mình trợ cái công cụ cho họ, giúp họ. Được chưa? Mình hình tướng thì mình giúp họ, hình tướng á, là họ nhờ mình giúp họ, nhưng mà mình nhờ họ giúp mình, thì lúc đó mình sẽ cân bằng lại được cái phò si này. Hiểu ý này không? Em nhìn hai chữ phò si, phò thanh, em nhìn thấy ngay em ở đâu rồi. Thầy chưa nói em nhìn, em biết em nhìn. Được ý này không? Có nghĩa là gì? Ví dụ như giờ cô Minh đi, cô Minh cổ bị cái lưng có vấn đề, bị khó khăn trong sức khỏe mà cổ đến nương tựa, thì trong quá trình đó toàn không để cho cổ khỏe đâu, mà cổ ấy đâu, mà ngay giây phút đó là toàn bắt đầu toàn nhờ cổ giúp đỡ, cổ mới lấy cái sức của mình ra là giúp đỡ tổ chức, và họ cổ làm nhiều việc, mà ai cũng thấy cổ lúc nào cũng bù đầu bù cổ hết, công việc mênh mông đại hải, không có chỗ nào mà ấy hết. Nhưng mà cuối cùng thì cuộc sống của cổ nó đổi toàn diện. Nhìn hình tướng thì cổ hiểu là cổ nhờ toàn, nhưng toàn biết được là toàn mượn sức của cổ để tạo giá trị cho xã hội, thì cổ tích phước báo nên cổ khỏe, cổ đẹp, cổ trẻ, cổ có bắt đầu từ từ có hôn nhân tốt đồ lên, mà có cuộc sống tốt dần lên, là bởi vì cổ không phải đến với toàn. Toàn hình tướng là toàn hỗ trợ, nhưng thực chất là mình sao ạ? Mình nhờ cổ giúp đỡ lại. Và tất cả những anh chị xung quanh toàn cũng làm điều đó. Từ bạn chánh, bạn dưỡng hay mấy anh em đều ở quýt, tới thời điểm này chưa có kêu gọi bất kỳ nào thuê mướn bất kỳ người nào đến quýt, và không có chủ trương bất kỳ cái người nào được trả lương. Chỉ có ai lại cống hiến gánh vác và đồng thời một phần nào đó trợ tài chính cho cái cuộc sống. Nếu bạn nỗ lực nhiều cho đi giá trị, tài chính thấp hơn thì tích phước báo. Sợ nhất là nỗ lực ít mà nhận được giá trị nhiều thì mới mất phước thôi. Mà cuộc sống mình đang khổ mà mình nhận nhiều nữa là không nên. Thầy hiểu cái ý em nói không? Dạ hiểu lắm thầy. Thì nên là gì? Nhưng mà nếu mà họ trao đi giá trị nhiều hơn những gì, trao đi giá trị nhiều hơn nhận vào, thì theo các anh chị họ tích phước báo không? Thì toàn không mang lại cuộc sống tốt, thì những người xung quanh họ cũng mang lại cuộc sống tốt cho người đó. Nên từ từ cô Minh nè, thầy giáo Nhật Anh nè, cô Hoàng Anh nè, thầy giáo Vũ nè, thầy giáo Sơn, những con người đó là đồng hành cùng với toàn, thì cuối cùng sao? Được cộng đồng yêu thương, yêu mến và giúp đỡ. Còn giá trị tạo ra ít mà hưởng cái điều kiện cao hơn thì có phải mình mất phước không? Hiểu không? Hiểu ý không? Anh giúp người thật sự là giúp như vậy đó. Để chi? Họ cứu mạng cuộc đời của chính họ luôn, chứ không phải là mình cái tâm mình ngạo mạn rằng là tôi có khả năng giúp đỡ anh. Tôi thật sự là tích cho họ công đức phước đức thật sự để cuộc đời họ đổi, thì vừa như vậy xong cái quan niệm đó nó sẽ đổi phò si này liền. Vậy thì muốn giúp người, người mà cần mình giúp thì mình sao ạ? Giúp người để nhờ người giúp mình. Anh ghi câu đó vô đi. Người cần mình giúp, mình giúp người để nhờ người giúp mình. Người cần mình giúp có nghĩa là người ta cần mình giúp, thì mình ra tay giúp người, nhưng mà bản chất sâu của nó là nhờ người giúp mình. Được không? Dạ được thầy. Hiểu ý này không? Dạ hiểu thầy. Có nghĩa là ai lại nhờ mình giúp, ok, tôi sẽ giúp đỡ bạn. Nhìn tướng thì người ta thấy mình nương tựa,
nhưng mình nghĩ rất nhiều điều cho họ tạo giá trị, thì khi họ tàn tạo tạo được cái giá trị thì sao? Họ giúp mình. Không, họ tàn còn giúp mình tạo được giá trị tốt thì cuối cùng cuộc sống họ đổi, thì thực tế lúc đó mình mới giúp được họ, chứ không phải mình hỗ trợ họ là giúp được họ, được không? Vậy thì lấy cái đó làm lại với con. Nếu mình càng ngày càng lo cho con, tối ngày suy nghĩ gì cho trẻ, và tối ngày mang lại cuộc sống cho trẻ không tốt đẹp, mà mình không biết cách cho trẻ giúp đỡ mình lại, tạo giá trị, thì đứa trẻ đó ngày càng mất phước báo đi, thì con mình ngày càng ra xã hội càng tệ. Nên hãy dùng cách đó làm gì? Với con của mình là tạo ra được những nhân tài rất là xuất chúng trong tương lai, và con tự bước lên đôi chân của con trong tương lai được. Mình nắm được cái ý Toàn vừa nói không các anh chị? Dạ, nắm rõ rồi. Cái này á, là hỏi Phong đến Linh Trần nè. Nếu vậy có muốn lính vô tâm mong cầu không? Không phải tâm mong cầu, mà là giúp người có kế hoạch. Có nghĩa là làm đã mình tánh mình đã phò si rồi, nó không có tự nhiên được rồi, mình phải lên kế hoạch để giúp người, nếu không thôi mình bị dính mắc. Được chưa? Rồi, Hòa Thịnh nè. Vậy thì mình gặp những con người có điều kiện rất tốt lại với mình, thì mình làm gì đây? Tại vì mình giúp họ, họ không chấp nhận. Tại vì Toàn biết được có rất là nhiều người điều kiện rất là tốt đến với Toàn, đến với Quyết. Bây giờ mà mình chỉ cần nói giúp họ, họ không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì mình giúp họ, họ không chấp nhận. Bởi vì họ sợ mất phước báo. Nên đối với những người có điều kiện vượt trội hơn mình về vật chất, về nhiều cái, thì các anh chị lên một cái công thức nè. Đó là nhờ họ giúp mình để có cơ hội giúp đỡ họ. Nhờ họ giúp mình, sau đó mình có cơ hội giúp đỡ họ. Sau khi họ đi giúp đỡ mình rồi, qua thời gian họ không ngại nữa. Tại vì người ta có điều kiện tốt, người ta chú ý đến phước báo lắm, họ không phải tùy tiện nhờ người giúp đâu. Nhưng mà mình nhờ họ giúp mình thì họ ta cảm giác được họ đã ra tay giúp đỡ mình. Sau đó thì họ có khó khăn gì trong cuộc sống hay gì đó, họ sẽ nhờ giả chúng ta giúp đỡ lại. Và lúc đó chúng ta sẽ giúp lại, và họ đón nhận rất là đặc biệt, không có ngại ngùng gì nữa. Thì lúc đó phối hợp với nhau. Vậy thì một tay mình giơ ra trợ cho người, một tay giơ ra nhờ người giúp. Hai cái đó song song, và cuối cùng thì bản thân mình đứng kẻ giữa đều giúp người ta hết. Nên phước báo mình vẫn tích lũy tốt, mà người ta vẫn tích lũy được phước báo, và mình trở thành cổ máy công đức phước đức của người. Nên là cộng đồng của chúng ta có những người rất là có điều kiện, cũng có những con người khó khăn, thì hai cách như vậy đó, mình cứ đi tới như vậy đó. Và học tập xong thấu suốt rồi, mình không có so sánh với nhau về tài lực, tiền lực, sức lực gì hết. Mình chỉ so sánh với nhau về sự dũng cảm nhận lỗi, cống hiến gánh vác, kiên trì rồi như thế nào thôi, khiêm tốn rồi sao thôi, chứ không có có vấn đề. Vậy đó anh Hảo. Dạ, em biết ơn thầy. Đó, hành động cụ thể. Vậy là thỏa mãn chưa? Dạ, thỏa mãn rồi thầy. Ừ. Dạ, em xin vào thầy xuống. Em xin tắt mic. Rồi, thêm một cái nữa. Tập một cái thói quen của nội tâm gì nè. Đó là thấy con người, người ta làm cái gì tốt cho xã hội. Tập một cái thói quen. Đó là cảm giác ngưỡng mộ họ. Cái cảm giác này rất quan trọng. Yeah. Ví dụ như người ta thấy người ta giàu, ví dụ như người ta kiếm được tiền, hay người ta có một cái hợp đồng làm ăn, mình cảm giác là gì? Hay, bạn hay, có được cái hợp đồng đó quá tốt. Mình cảm giác có một cái sự ngưỡng mộ những con người đang thành tựu. Dù họ làm điều rất là nhỏ, ví dụ như họ tự nhiên đi ngoài đường, cái họ thấy một miếng ghét họ lụm,
lụm miếng gác đó họ bỏ vô sọt gác. Theo các anh chị thì người như vậy xứng đáng ngưỡng mộ không ạ? Dạ, theo các người chị. Tiếp người đó thì em lại cực kỳ ngưỡng mộ ạ. À, rồi tiếp tục như vậy, người đó tự nhiên họ được liệt vào danh sách người giàu nhất Việt Nam xuất hiện Việt Nam và đứng ghi danh vào người giàu của Việt Nam trên toàn cầu. Vừa ghi danh vô, Phan Hảo Bội họ làm cái gì kệ họ, mình ngưỡng mộ họ là bởi vì đóng góp vào một cái danh sách những con người giàu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ghi danh người đó, và người đó đã được ghi danh mà mình không phải là người cống hiến cho xã hội cái điều đó, mà người đó cống hiến cái danh đó. Dù họ làm cái gì mình Phan Hảo Bội, thì mình tập ngưỡng mộ cái danh đó đi chút xíu, tại vì họ đã làm được điều mà tự hào của thế giới người ta phải công nhận. Yeah. Được không? Hiểu hiểu cái cảm giác thành tựu không? Cái cảm giác đấy thì em luôn có thực sự. Tức là cái đấy không? Tiếp tục. Cái cảm giác mà con người người ta bước qua những cái nấc thang cuộc đời để chuyển hóa, mình cảm giác được. Ví dụ như người ta, anh quan sát những người ở trong đây chia sẻ. Yeah. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cái tự nhiên anh cảm thấy đầu óc người ta thông suốt đi và người ta đã chuyển đổi được cuộc sống hôn nhân. Tập cái cảm giác ngưỡng mộ họ vì họ học đã ứng dụng được những tri thức này và chuyển hóa cảm giác đó. Dạ, liêm chính nội tâm là em chưa có cảm giác đó. Ừ. Rồi, cái cảm giác một con người nói chuyện nè, nói chuyện, họ lên nói chuyện, trời không đầu đuôi, không có gì hết trơn, mà dũng khí lên phát biểu, thì thay vì mình tập trung vào cái nội dung đó, mình có cái cảm giác người này rất là dũng cảm. Tại vì nói chuyện như vậy mà vẫn có dám bước lên trên một cái sân khấu tới cả ngàn người mà nói chuyện, cái người này rất là có bản lãnh về cái điều đó. Cảm giác tìm một cái sự ngưỡng mộ nơi con người mà người ta làm được một cái điều gì đó, cái cảm giác ngưỡng mộ một cái gì đó ở con người, qua thời gian làm lớn cái đó lên là con người của mình sẽ xóa hết tất cả những gì mà nãy giờ anh nói. Dạ, em biết anh thầy. Nó đơn giản lắm. Đó là cái cảm giác ngưỡng mộ thành tựu của con người. Ví dụ một đứa trẻ, vừa thấy một đứa trẻ nó nhảy qua một cái hố nước, đối với mình thì sao? Đối với mình thì sao? Quá đơn giản. Nhưng mà mình nhìn cái góc độ nhìn của đứa trẻ, nó nhảy qua một cái hố nước thì sao? Cái thời dũng nước mà nhảy qua được như vậy, cái cảm giác rất là ngưỡng mộ vì sự bứt phá nội tâm của trẻ khi dám bước qua cái dũng nước như vậy mà nhảy qua. Hiểu hiểu ý này không ạ? Dạ, rất hiểu. Mình không phải là ngưỡng mộ cái hành vi bước qua nước đó, tại vì tôi bước cũng được. Nhưng mà quá trình chuyển hóa cái nội tâm của con người từ cái dũng nước đứa trẻ nó dám nhảy qua, hoặc là con mình thôi, nó giống dám đi vô bóng tối để lấy một cái món đồ thôi, là đã ngưỡng mộ cái sự dũng cảm vì chiến thắng cái nội tâm của con. Khi con sao ạ? Con đã làm được cái điều đó, quá hay, quá trời ngưỡng mộ về điều đó mà ngưỡng mộ thật sự à. Chứ không phải là giỡn à. Ba thì ba bước vô nói cái gì nữa. Nhưng mà con thì sao? Con dám dũng khí bước qua cái điều đó để làm được cái điều đó là ngưỡng mộ. Tập ngưỡng mộ như vậy thì qua thời gian á, mình sẽ có cảm nhận rất vi tế về sự chuyển hóa của con người. Và dần dần mình thấy ai cũng cho mình bài học trong cái cuộc đời này hết. Và dần dần mình xóa hết tất cả những cái ngạo mạn rằng là mình có thể hơn người hay một cái điều gì đó. Được không? Dạ. Em biết là thầy biết anh cảm thấy ạ. Em xin tắt mic ạ. Các anh chị nắm được ý Toàn vừa chia sẻ không? Những cái nhỏ xíu thôi, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra rất hay. Ví dụ ngay cả đơn giản thôi, có những con người họ làm sai rất là nhiều điều sai cho xã hội, và họ có thể đi tù hay là gì đó. Nó thật ra mình cũng ngưỡng mộ, tại vì mình không thể nào có thể làm liều được như vậy để có được cái như làm điều đó. Vậy thì mình ngưỡng mộ cái dũng khí của họ khi quyết tâm làm một cái điều gì cho bằng cùng. Nhưng mà bởi vì họ thiếu hệ quy chiếu và khái niệm nên họ mới làm sao ạ? Họ không nghĩ tới cái nhân quả một cách cao nhưng mới làm điều đó. Còn trong đâu đó sự chuyển hóa nội tâm, họ cũng có một cái gì đó rất đặc biệt nên họ mới dám làm điều đó. Nhưng mình không phải ngưỡng mộ cái hành vi sai của họ, mà mình ngưỡng mộ cái quá trình chuyển hóa một cái nội tâm nào đó của một con người. Thì tự nhiên cái dần dần mình thấy nó khác biệt.
Đó, ý vậy đó anh Thảo nha. Rồi anh cứ chào mọi người cái thôi. Dạ em biết okay, đúng không thầy? Dạ em biết ơn thầy, em biết ơn cả lớp. Em cảm ơn những sự chia sẻ trên nhóm chat. Dạ cảm ơn anh. Trong quá trình mà Toàn làm lớp nội tâm này 8 năm qua các anh chị, ai cảm giác á, được á, nói là trời ơi chồng em bảo thủ lắm, cái người đó nói không nghe đâu. Nói thật á, Toàn thích những con người như vậy. Tại vì họ bảo thủ là bảo thủ với ai? Không có ai mà đi bảo thủ với những cái điều lẽ phải, chân lý mà họ bảo thủ hết. Tại vì họ chưa có điều kiện tiếp cận những gì mà mình nói ở đây. Vậy thì họ đang giữ cái cách nghĩ của họ theo một chiều hướng cố định đó. Tại vì họ đâu tùy tiện thay đổi được. Nếu một nhà lãnh đạo mà ai nói cái gì cũng thay đổi thì công ty hoặc gia đình họ chắc xong quá. Nhưng cái điều của Quýt nói, nếu mà họ có cơ hội tiếp cận thì các anh chị thấy cái người bảo thủ á, họ tiếp cận cái điều của Quýt thì cái người đó lại ngon. Họ tiếp tục giữ cái sự bảo thủ về cái này, và tiếp tục họ đi lan cho cái này nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà nói cái gì cũng nghe, ngày hôm nay học Quýt nói nghe, người kia nói cũng nghe, người nọ nói cũng nghe, ai nói cái gì cũng thấy hay hết cái cuộc đời này, thì ai cũng bị dễ thay đổi. Dễ thay đổi, người ta nói gì cũng nghe hết trơn à, dễ thay đổi. Các anh chị không nghe, các anh chị phản bác, các anh chị phản biện, các anh chị làm mọi cách, thì các anh chị cứ theo dõi. Theo dõi 5 năm hay 10 năm quá trình chuyển hóa của Quýt giúp hỗ trợ cho mọi người cũng được. Nhưng năm thứ 11 nghe hiểu thì lúc đó phải đi giúp đỡ cô đồng hành cùng Quýt à. Tại sao? Tại vì những cái này nó giúp cho con người hướng đến giàu toàn diện thì cái đó phải làm à. Lập phương tiện làm à. Kiên trì làm à. Còn không có lăng tăng nữa. Toàn cho các anh chị dành thời gian rất nhiều để hoài nghi trong một giai đoạn nào đó. Nhưng mà tới khi làm rõ được nó rồi, chúng ta dành thời gian làm rõ rồi, làm rõ được rồi thì từ đó chúng ta làm. Chứ ngồi đó không lăng tăng nữa. Nên là Toàn quan sát có một số anh chị cứ thấy rất là thích những cái tri thức này, nhưng mà các anh chị chưa đủ độ để làm rõ nó, nên ta vừa phản bác vài cái là chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ, chúng ta lo, không biết sao sao người ta nói rồi. Nhưng mà mấy ông gọi là bảo thủ đúng không? Ông vô ông học, ông nín thinh gì đó vài năm vài tháng, ông theo dõi con ông cũng theo dõi cả năm mấy nay, sau đó ông mới bắt đầu hành động. Tại ông coi ai sao, các anh chị hiểu ý nào không ạ? Nên không có cái vấn đề trong cái ấy. Tại vì cái lẽ phải của con người mà đạo lý mà không nghe thì nghe cái gì trong cuộc đời này. Nội dung của Quýt cho các anh chị nhìn nhận về cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu, làm rõ các khái niệm phi vật chất cho các anh chị, vật chất hóa tất cả những phi vật chất cho các anh chị nắm trên tay nó, chuyển và nhận hiện thực các yếu tố vào toàn diện cho chúng ta. Những cái đó là những cái tuyệt quý của cuộc sống này. Không nhận nó sẽ nhận cái gì nữa đây? Tại vì người ta chưa có nhân duyên để biết được nó là gì thôi. Chứ ai hiểu rồi thì sao ạ? Thì chắc chắn người ta sẽ lấy nó làm nền tảng giáo dục cho toàn bộ thế hệ sau. 5 hay 10 đời nữa, họ cũng lấy cái hệ quy chiếu vào toàn diện để làm nền tảng. Nếu mà họ cảm giác được cái đó. Nên là gì? Mình không có lo lắng cái chuyện người ta tiếp nhận nó hay không, mà lo lắng là ông nào tiếp nhận khi nào thôi. Ở tiếp nhận ở góc nhìn gì, và ai là người nói nó. Nếu một ngày nó đã đẹp trời, một nhân mạch nào đó rất là có uy tín trong xã hội, họ tiếp cận được cái thông điệp truyền tải của Quýt, họ lấy cái điều đó họ nói, thì những con người khác họ phải suy nghĩ lại, tại sao cái tại xưa tôi không nghe được cái này. Nên nó đâu có lý do gì đâu mà người ta không đón nhận đó. Chẳng qua là người ta không ưa mình, nên ta không đón nhận những gì mình chia sẻ thôi. Chứ đâu có gì đâu. Nghe viết rồi cũng hiểu. Ý nghĩa gì? Xin mời chị Lan Phương. À, em xin chào thầy ạ. Em xin chào cả lớp ạ. Em rất là trân trọng biết ơn thầy đã cho em cơ hội để chia sẻ. Em cũng rất là biết ơn cả lớp đã lắng nghe em chia sẻ. Em cũng trân trọng biết ơn nhân mạch của em là em Đinh Thị Cẩm Nhung,
đã giúp và gieo duyên cho em để em biết được tới huyết và biết được tới các thầy các cô trong tổ chức huyết, đặc biệt là biết ơn được những thầy. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Thị Lan Phương. Em sinh năm 1966 ạ. Năm nay em mới 20 tuổi đấy ạ. Trước hết thì em rất là biết ơn tổng nghiệp của em. Đã em rất là có phước báu và gặp được duyên lành nên em mới biết được đến tổ chức huyết và được học những lớp học của thầy cô. Và nữa là em cũng rất biết ơn công nghệ 4.0 tổ chức Zoom để có những lớp offline như này mà em được hưởng thụ học tập nơi thầy. Vì em thì cũng không ở xa, em ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi mà con sông Hồng gần gặp biển cả mênh mông. Thế nhưng nếu như không có những lớp online này thì có lẽ không biết khi nào thì em mới tìm về được chính mình. Em biết ơn tổ chức huyết nhiều lắm, biết ơn các thầy các cô và cũng biết ơn thầy. Viết một lá thư luôn hay gì vậy? Dạ, em viết đang một lá thư luôn đó. Dạ không ạ. Thực ra thì em biết được đến huyết và em đã học ở huyết từ K11. Sau đó thì những lớp tiếp theo em không học trực tiếp được mà em nghe ghi âm. Thế và đến K16, 17, đặc biệt là K16 là em ngồi học tập nghiêm túc, ghi chép. Và đến K17 thì qua những ca từ K11 đến K16 em nghe. Nhưng em được nghe các anh, các chị trong lớp mình chia sẻ thì em thấy là mình cũng chưa đủ phước báu, mình chưa chuyển hóa được nhiều. Mà em rất là khâm phục các anh các chị khi mới nghe, có những chị chỉ mới nghe ghi âm thôi đã chuyển hóa được. Thì em thấy có những lúc thấy nản nản, nhưng rồi lại nhớ lại cái triết lý của thầy là mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút. Rồi thì một cái triết lý nữa của thầy là khi mà chưa nhìn thấy đích thì vội cũng không làm gì cả, và khi đã nhìn thấy đích rồi thì vội để làm chi. Thế do này em cũng an tâm và tiếp tục theo học. Nhưng đặc biệt đến K17 này thì em thấy em nhắc cho chị nhớ đây câu đó để sau này chị giúp cho người ta. Không thấy đích đến, đã thấy đích đến thì cần gì phải vội, không thấy đích đến vội để làm gì. Dạ dạ em biết ơn thầy ạ. Dạ. Và với hai cái triết lý đấy cho nên là em nhẫn lại và làm siêng làm rõ cái điều mình mong muốn, cố gắng mình học nghiêm túc. Thế và đến K17 thì em thấy mà mình chuyển hóa thực sự, và em có nhu cầu, có cái giống như là mắc nói ấy, mấy buổi nay em đều giơ tay, nhưng đến hôm nay cơ duyên mới đến với em để em được trao đổi với thầy. Và từng bài học của thầy, từng tri thức thầy chuyển giao, cái gì nó cũng là bài học đối với em, và em tâm đắc rất là nhiều, em ngộ ra cũng rất là nhiều. Thưa thầy, là em thì là giáo viên, đến bây giờ em đang nghỉ hưu, nhưng nghĩ lại thì qua cái bài học về nguyên lý ánh sáng thì em thấy rằng trời sao nó đơn giản, chỉ việc thắp những ngọn đèn lên mà mình không biết lối, để rồi mình cứ một thời gian dài mình vùng vẫy trong cái phòng tối đó mà lại có cái nhu cầu là lấy bóng tối ra. Thì quả thực đây là một cái bài học mới và em ngộ ra, em rất là tâm đắc cái này. 7 ngọn đèn thầy chuyển giao cho em cũng là em rất là tâm đắc, và nó như là cái kim chỉ nam để mình phải nắm lấy, mình dựa vào đó và mình hành động. Thế rồi đến cái bài vòng tròn tri thức đấy ạ. Vòng tròn tri thức thì em rất là tâm đắc, lấy cái biết của mình nói cho người nghe thì người ta không hiểu, lấy cái biết của người nói cho người biết thì người ta hiểu. Em mới ồ ra rằng mình đi dạy học, mình dạy học sinh, đối tượng của mình là con người, mà quả thật là mình biết cái này quá muộn. Cũng có những giai đoạn dạy học của chúng em thì nơi em là chuyển sang dạy theo mô hình trường học mới, thì bây giờ em mới biết gọi tên ra. À vậy thì cái phương pháp tổ chức dạy học ngày ấy là người ta dựa vào cái biết của người học để mà khêu gợi, gợi mở kiến thức để cho người học tự tìm lấy kiến thức. Thì mình không biết gọi tên, mình không hiểu bản chất của nó, cho nên là làm với cái ý thức là hình thức và gượng ép, cho nên cái hiệu quả không cao.
Thế và khi nghe cái vòng tròn tri thức này, em rất là tâm đắc. Và khi gặp các thầy cô, các đồng nghiệp của em thì cũng tự nhiên là khi trao đổi thuận duyên, em rất thích trao đổi cái này, thì em mong muốn cho các thầy các cô cũng biết được về cái nguyên lý này. Đồng thời ấy, là em cũng hơi tham. Em hơi tham ấy là em muốn giáo viên, những đồng nghiệp của em mà được học quý để tiếp tục sự nghiệp dạy học thì tuyệt vời biết bao. Bởi vì đối tượng, người mà đối diện với giáo viên là con người, là học sinh. Đấy là người quan trọng nhất. Mà được học quý nữa thì quả thực là trên con đường giáo dục nó tuyệt vời hơn. Và cái sản phẩm cũng là con người thì nó tuyệt vời hơn. Thì em có một cái tham như thế. Rồi em tâm đắc nữa là cái khi mà thầy chuyển cái tri thức là mình hay nói ngược lại những cái điều mình mong muốn ấy thầy, thì em mắc nhiều lắm. Chúng em mắc rất là nhiều. Thực lòng thì rất là mong người ta tiến bộ, mong người ta thế này thế kia, nhưng lại toàn có nói ngược lại với cái điều mình mong muốn. Nên là cái chất lượng cuộc sống và những cái mình mong muốn thì nó lại không đạt được. Rồi đến bài cội nguồn cuộc sống đấy ạ. Cội nguồn cuộc sống thì em lại vỡ òa. À, thì ra cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Thế mà mình cũng không biết. Mình cũng cứ loay hoay khi mà gặp những cái vấn nạn gì thì mình toàn có hướng ra bên ngoài. Tìm những cái bên ngoài để mà oán trách, để mà lấy cái lý do, để mà lý giải cho những cái vấn nạn của mình. Thế thì khi học đến cái cội nguồn cuộc sống thì quả thực là em vỡ òa. Và có lẽ thì hiểu ra được vấn đề này thì em thấy cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Cho đến khi học đến K17 này thì em thấy người em thực sự an vui, nhẹ nhàng. Và có lẽ là bây giờ ai... khó có ai có thể làm em nổi cáu và tức giận lên được. Em mình, thấy... mình nói một câu gì nè, đó là bây giờ nó an vui, nó còn đơn giản hơn so với giận dữ hay khó khăn. Giận dữ. Vâng. Có nghĩa là bây giờ làm cho tôi giận á, nó còn khó hơn làm cho tôi an vui. Đã. Khó khăn chút gì. Biết rồi thầy ạ. Thế rồi cuộc sống của em thấy rất là vui vẻ. Trong nói về cái học quýt thì cái này là giờ cả nhà em đều học. Em hay quá mà. Con dâu, con trai. Và trong những cái buổi học thì ông xã nhà em thì không trực tiếp ngồi học như em, nhưng luôn luôn nghe. Cái hồi đầu em mới học thì em cũng sợ ảnh hưởng, cho nên em thường mở loa bé để mình em nghe thôi. Nhưng dần dà thì và khi mà em không mở loa to nên cho anh ấy cùng nghe thì em thấy anh ủng hộ em ấy, là khi em bảo là hôm nay là em vào học cái khóa này thì anh ấy đã, em không yêu cầu, nhưng khi anh biết là em vào học thì anh ấy đi chơi thể thao, là anh về sớm hơn, về sớm và cùng vợ nấu cơm để ăn cơm và cho vợ vào học. Thậm chí có những hôm em say nghe quá, em vừa học vừa ăn cơm vừa nghe, và thế em ngay say sưa thì anh ấy cũng rửa bát cho em rồi giúp em mọi việc để em nghe. Và rồi anh ấy về sau này những khóa này là anh đều cứ không ngồi nghe như em, nhưng bên ngoài anh nghe. Và anh cũng, em cảm thấy anh ngộ được nhiều hơn em. Và đặc biệt là ngưỡng mộ thầy. Khi mà nghe thầy thì chuyển giao những cái tri thức nó mới lạ và nó quá tuyệt vời luôn. Thì anh ngó vào màn hình, lần đầu tiên anh ngó màn hình anh thấy thầy. Anh kêu đổ rời, anh bảo ôi sao thầy trẻ thế mà thầy nói như là người bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, nghe thì thấy già mà sao người thì trẻ thế. Thế thì suốt ngày là khen thầy trẻ với thầy. Năm nay em 20 tuổi mà. Vâng. Thế là con mẹ con em thì con dâu cứ gọi em là lý mẹ, em gọi con là lý con. Gần tối là chuẩn bị vào lớp học là con nhắn tin cho mẹ là lý mẹ đã vào lớp chưa. Rồi chỗ đến chỗ hay hay thì lại nhắn tin là lý mẹ ơi chỗ này hay quá. Thế còn thì các em nhà em thì cũng đều làm trong ngành giáo dục và cũng đều học quýt thầy ạ. Vui lắm. Tối như thế này là nhìn thấy nhau ở trên Zoom, là chụp ảnh gửi cho nhau này, rồi hỏi nhau là cái này thì lý có hiểu không này, rồi lý nhận được những cái gì rồi. Học vào học buổi tối, cứ mong đến buổi tối học và chị em học với nhau, mẹ con học với nhau, vui lắm thầy ạ.
vui, cuộc sống lúc nào thấy vui. Và em thì gần như là nghiện, em nghe quýt suốt ngày, hễ em không nghe bài giảng thì em nghe nhạc quýt. Mặc dù em không biết, chưa biết hát, em chưa biết hát thôi, nhưng mà em thích nghe nhạc quýt. Bữa nào Thuận Duyên tham gia một buổi học âm nhạc? Dạ vâng ạ. Dạ. Em đi làm thì em cũng có cái thiệt thòi là em chưa biết hát, cho nên là gần sau này mới có cái phong trào cơ quan rồi bạn bè rủ nhau đi karaoke, là em thấy mình thiệt thòi. Và mình là lựa có những cái bài hát nó là cộng đồng chung, không có nhắc tính tên quýt, thì Thuận Duyên mình cứ hát. Còn Thuận Duyên trong cộng đồng thì mình có hát có những cái gì liên quan tới cái dính vô quýt. Có nhiều lắm, có nhiều bài hát không có liên quan tới quýt mà xã hội rất cần những bài đó. Dạ. Vâng, và đấy, cuộc sống thì em thấy nó nhẹ nhàng, nó đơn giản và vui. Và mọi cái thì sao nó đơn giản, mà ngày xưa thì mình cứ phức tạp hóa nên để rồi lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng thấy khó chịu với mọi người. Thế và gần đây thì em cũng chia sẻ với thầy một cái câu chuyện, mà cho đến hôm vừa rồi học cái bài thì 5 tầng bậc trí tuệ ạ, thì học đến tầng bậc 3, trí tuệ tầng bậc 3 của con người, người có trí tuệ tầng bậc 3, thì em chợt nhớ ra cái câu chuyện mà có lẽ lúc đó thì em đã đạt được cái tính không, cái tánh không. Là cái câu chuyện thì cách đây 5 năm rồi, em chưa được học quýt. Nhưng mà có câu chuyện như này, trong cái quan hệ làm việc ở trường, thì khi em chuyển về một đơn vị công tác mới thì cũng có những người đố kỵ. Tuy nhiên thì họ không dám đối mặt với nhau, đố kỵ trong gặp nhau, để tức là họ không thể hiện ra mặt. Họ vẫn lắng nghe, họ vẫn làm theo, nhưng mà họ đối phó với em bằng cách là họ nhắn tin. Nhắn tin thì với những cái tin nhắn cực kỳ là khó chịu, xúc phạm, và như là muốn làm nhục ý chí của em đi. Và em cứ nói là những cái tin nhắn đấy, những cái từ ấy nó không có trong từ điển. Thế thì đọc 1-2 ngày đầu nhận được tin nhắn, em rất là bức xúc, khó chịu và cảm thấy nhụt ý chí và nản. Thế nhưng tự nhiên thì đến vài ba ngày sau, thì khi em đọc những cái tin nhắn đấy thì em cảm thấy bình thường, không có chịu. Và dần dần em tin nhắn nào gửi đến em cũng đọc, nhưng em cứ đọc rồi em cười. Em cười với cái tin nhắn đấy, và em càng đọc thì em càng cảm thấy là thương cái người nhắn tin. Tại sao họ lại phải dằn vặt, họ phải khổ thế? Thế và 100+ tin nhắn như vậy cũng không làm em nản chí, và em cũng không phải giải quyết, em không phải đi tìm xem ai là người nhắn tin. Thì đến hôm học cái 5 tầng bậc trí tuệ thì em chợt nhận ra có lẽ lúc đấy mình đã đạt được cái tánh không. Và rồi cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, và công việc thì cứ đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn đấy ạ. Thế một cái nữa là như em nói trên ấy, là mình có muốn chân chi nên chân mình cũng không được, mà đúng là an vui thì thấy nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt trong em nữa, em thấy gần đây thì những người xung quanh em chỉ nhìn thấy những cái điểm tốt của họ thôi. Đặc biệt là trong mối quan hệ của gia đình nhà em, thì em có một bà chị dâu họ, bà đấy thì rất nhiều người, chị ấy rất nhiều người không ưa. Nhưng mà trong cái lúc này thì tại sao em lại thấy chị có nhiều điểm tốt? Và trước kia thì em hay né tránh chị, nhưng gần đây thì em nói chuyện được với chị và nói được rất nhiều chuyện. Thế và cái ảnh hưởng của quýt thì trong những cái lần nói chuyện đấy, em cũng không muốn là lôi kéo hay gì, nhưng tự nhiên trong cái cách nói chuyện của em thì chị cũng nghe ra, và chị, tức là chị biết được là em đang có một cái đang học hay đang theo một cái gì, chị hỏi thăm. Thế là em cũng đã giúp chị, và em đã chuyển những cái ghi âm để cho chị nghe. Thì em biết là chị ấy, em động viên chị ấy là chắc là cái công việc nó nhiều được, cái âm, cái năng lượng âm của chị nó nhiều quá nên chị chưa cân bằng lại được, nên chị quá nóng, chị xung lên, nên chị nói những cái lời chị nói ra nó làm cho người ta mất lòng. Thế thì em thấy rằng đến bây giờ em tiếp xúc được với chị, nói chuyện được với chị, và đúng là em chỉ nhìn thấy được những cái điểm tốt của các chị thôi, chứ em không chấp vào những cái gì mà chị đã sai, chị đã không làm được. Thì qua những cái khóa học, mà thực sự đến K17 này em mới đủ dũng cảm thôi ạ, để em giơ tay phát biểu. Em nhớ K11 khi em vừa vào học, em cũng ham phát biểu, em cũng ham nói, vì em thích thầy
lúc đấy có lẽ em còn đúng là liêm chính nội tâm là em còn nghĩ là phải phát biểu để mà có công đức phước đức ấy thầy, nên em cũng ham và em cũng đã giơ tay, nhưng lần đấy thầy cũng cho phép em chia sẻ, nhưng quả thực là trong em chưa có gì để nói và em chưa biết nói gì, mà em thấy thì cũng cái nói đấy nó không đạt được như cái mong muốn. Và khóa này thì em cũng thấy có nhiều cái em đã chuyển được, em muốn chia sẻ với thầy, với tất cả các anh chị trong lớp mình. Và câu chuyện của em chia sẻ là như thế, em xin trân trọng biết ơn thầy ạ. Bây giờ thì chỉ có nói ngon thôi chứ giờ sao nữa. Dạ. À cái từ ngon ý thầy, từ ngon thì đúng là em với chồng em suốt ngày nói gần như là đã nói được cái ngôn từ ấy của Huýt. Chồng em cứ gặp cái gì thì chồng em cũng khen ngon và em cũng nói như thế cũng ngon, làm như là mình được ăn một cái món gì nó ngon thực sự. Ngon á. Dạ. Em mến anh quá rồi đó. Dạ. Thứ nhất là đã tạo điều kiện cho vợ học tập mọi cái á. Dạ. Thích. Dạ. Người đàn ông mà tạo điều kiện cho vợ mình trưởng thành và phát triển á, chân quý lắm á. Dạ, cái người đó có một sự tự tin nội tâm rất lớn trong cuộc đời. À, dạ vâng ạ, em biết. Hay á. Dạ. À thầy ơi, em có một cái nghi vấn này, không hẳn là nghi vấn nhưng mà em hơi băn khoăn. Cái cũng mấy hôm học bài năm tầng bậc trí tuệ ạ, thì thầy nói là đặt ý và nâng lên trí tuệ tầng bậc 3, sau đó xóa thì sẽ có hiện thực. Thì cái đặt ý nó có khác hay nó khác cái làm siêng làm rõ cái điều mình mong muốn ở chỗ nào ạ thầy? Khi mà mình mong muốn một cái điều gì đó mà cái giây phút đó nó chưa đủ cái nguồn lực để mình làm thì có hai cách để mình làm. Một là mình đặt ý thôi, ví dụ như mình đi chơi. Dạ. Mình cảm giác được cái mọi cái nguồn lực của mình nó chưa đủ, mình thấy căn nhà biệt thự cái mình nói sau này tôi mua cái căn nhà này đó, rồi buông nó đi. Dạ. Còn nếu mà nguồn lực mình chưa đủ mà mình làm xiên làm rõ quá thì càng làm xiên làm rõ về những gì mình đang có thì cái hình ảnh nó càng xa rời mình. Vâng. Được chưa? Nên đặt ý là dùng để cho mình sau khi lưu giữ nó vô rồi trong một tích tắc là mình xóa nó đi, buông nó đi. Dạ. Rồi từ 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 tới khi gần tới cái đủ nguồn lực mình mới làm xiên làm rõ. Dạ. Nên mình làm xiên làm rõ những gì mình muốn nó có hai dạng. Một là chưa đủ nguồn lực bất kỳ cái gì thì làm xiên làm rõ, càng làm xiên làm rõ thì mình càng có âm đi, càng cái điện từ nó càng âm đi. Dạ. Thứ hai đó là mình đủ nguồn lực thì mình làm xiên làm rõ là ra liền. Ví dụ mình có tiền đầy đủ mình muốn xây căn nhà, muốn thành hiện thực thì làm sao? Xiên làm rõ. Làm xiên làm rõ là xong. À, dạ, em hiểu rồi thầy ạ. Cái cảm giác nội tâm của mình cảm giác được, mình hiểu được. Dạ, em hiểu rồi ạ. Em trân trọng biết ơn thầy ạ. Em xin chào thầy ạ. Em xin chào cả lớp, em biết ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe ạ. Em cũng xin cảm ơn các anh các chị đã cổ vũ cho em ở khu chat ạ. Em xin tắt mic này ạ. À, rất là biết ơn các anh chị đã có mặt. Bữa nay là buổi thứ 13. À, biết ơn các anh chị đã sống sót tới buổi hôm nay. Thấy vậy chưa, nhìn hình tướng thì thấy nó đơn giản nhưng thực chất cũng kén người học. Chỉ có những người nào mà kỳ vọng thấu hiểu về nội tâm của chính mình thì học mới hào. Nên là cũng có rất là nhiều anh chị cũng từ bỏ chứ không phải là thế đâu. Dù ở đây bữa nay là trung thu nhưng các anh chị thấy trên đây nè, anh chị nhìn không, 615 người học thôi. Trung thu thì trung thu nhưng mà các anh chị thấy không, có mấy 15 70 ngày đầu tiên có khoảng 1000 người, bây giờ có 600 nè. Vậy thì nó không phải là ai học cũng học. Ừ.
Nên là nhìn thì hình tướng các anh chị yêu mến, thích, nhưng mà cũng chưa chắc người khác người ta cảm giác được cái điều này là nó tốt. Nên chúng ta cứ hưởng thụ chính cái học tập của chính chúng ta thôi. Tại vì tâm của Toàn cũng không có mưu cầu sự thay đổi. Nên là, nhưng mà Toàn có một cái đặt ý niệm vào sự chuyển hóa của các anh chị. Được ha. Nên là chúng ta tiếp tục, ngày hôm nay là một ngày học rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta học một cái chủ đề nó rất là đơn giản và gần gũi với chúng ta. Nó là bao dung. Nhắc đến thuật ngữ bao dung đó, thì để hiểu hơn cái sự bao dung thì chúng ta cần làm rõ thêm một số cái thuật ngữ quan trọng. Đó là tha thứ nè. Vị tha nè. Khoan dung. Và bao dung. Chúng ta chỉ cần làm rõ khoảng bốn cái thuật ngữ này, ba cái thuật ngữ này là chúng ta sẽ thấu hiểu bao dung là gì. Toàn đang giúp đỡ cho các anh chị hiểu trước bao dung là gì. Tin và biết bao dung sao. Rồi, nha. Các anh chị giúp đỡ Toàn đặt cái ý niệm vào cái từ tha thứ này. Tha thứ là sao ta? Mình đã từng tha thứ cho ai chưa? Tha thứ là sao ta? Mình đã từng tha thứ cho ai chưa? Ở đây có nói tha thứ là bỏ qua lỗi lầm của người nè. Các anh chị cứ hình dung đơn giản như thế này. Cái hình dung ha. Cái này. Cái đồ đựng bút này là đại diện cho lỗi của người 10 phần. Bữa nay cái hộp giấy vẫn còn đây nhưng Toàn muốn lấy cái ví dụ vậy này cho cái quý thơm nè. Các anh chị ghi giúp Toàn đi. Đồ đựng bút này là đại diện cho lỗi người 10 phần. Các anh chị ghi giúp Toàn. Đồ đựng bút này là đại diện cho lỗi người 10 phần. Đồ đựng bút này là đại diện cho lỗi người 10 phần. Nè, đồ đựng bút này là đại diện cho lỗi người 10 phần. Thì người có đức tính tha thứ. Tại sao Toàn dùng cái từ đức tính tha thứ?
đối với xã hội thì Toàn đánh giá rất cao cái người có đức tính tha thứ ấy. Cao ở đây rất cao là so mặt bằng chung, dĩ nhiên vị tha nó sẽ cao hơn, khoan dung cao hơn, mà bao dung nó còn cao nữa. Nhưng mà người có khả năng tha thứ cho người khác thôi là người đó đã ngon rồi. Có một số người không có đức tính tha thứ, chuyện gì xảy ra các anh chị biết không ạ? Khi lỗi người này 10 phần, họ nhân hóa nó lên, họ làm cho cái lỗi người rất là lớn lên. Nhưng mà người có đức tính tha thứ các anh chị, lỗi người 10 phần nhập vào họ luôn cả 10 phần. Nhưng mà qua thời gian á thì nó sẽ giảm đi dần dần còn 6-7 phần cái lỗi người. Và một ngày nào đó người đó chịu không nổi nên người nói, nói là gì ạ? Tôi tha thứ cho bạn đó. Nên là gì? Người có đức tính tha thứ thì lỗi người 10 phần nhập vào người sao ạ? Các anh chị ghi đi ạ. Nhập vào người sao các anh chị? Lỗi người 10 phần nhập vào người cả 10 phần, qua thời gian thì sao? Giảm xuống còn 6-7 phần. Được chưa? Giảm xuống còn 6-7 phần, có nghĩa là còn khá. Mình cứ hình dung là nó còn khá. Được không? Nó còn rất khá. Nên là gì? Khi con người lầm lỗi tiếp tục đôi chứ chúng ta nhập vô thì lúc đó cái khuynh hướng chúng ta có bùng phát lên không các anh chị? Theo các anh chị thì tha thứ khi người ta lặp lỗi tiếp tục lại có bùng phát lên không? Theo các anh chị có không ạ? Có các anh chị. Nhưng mà người có đức tính tha thứ đã ngon chưa? Ngon lắm rồi. Có nhiều người người ta lỗi có một à, họ nhân lên nó có vạn lần để cho họ làm cho nó lớn lên. Nên người chúng ta có đức tính tha thứ thôi là cuộc đời này nó đã ngon rồi. Đọc lại ha, còn đọc lại cho các anh chị biết nè. Người có đức tính tha thứ thì lỗi người 10 phần. Tại vì lúc nãy chúng ta quy ước cái đầu đựng bút này là 10 phần lỗi người. Nó nhập vào cả. Tại sao? Tại sao các anh chị? Cả 10 phần. Qua thời gian thì còn 6-7 phần. Đó là đặc tính. Đó là cái mà đặc tính của người mà có tính tha thứ. Nói về lỗi người, cái góc nhìn là lỗi người ha. Rồi. Nhưng mà lỗi lầm của con người lặp đi lặp lại thì sao ạ? Làm cho cái nó bùng phát lên. Thì đó là người có đức tính tha thứ. Được chưa? Các anh chị nắm được ở đây ha. Rồi, các anh chị ghi tiếp. Người có đức tính vị tha. Người có đức tính vị tha thì nó khác một chút. Lỗi người 10 phần đó các anh chị, qua cái cách nhìn của họ về lỗi người, họ gọt giũa xuống, họ gọt làm sao đó không biết, còn có 6-7 phần thôi nó mới nhập vào người. Nên là gì? Lỗi người nó sẽ được giảm xuống khi nhập vào người của người đó. Người bị tha là lỗi người không có lớn khi nhập vào họ, có nghĩa là nó mới khá vô thôi. Người có đức tính vị tha là lỗi người 10 phần nhập vào người nhiêu ạ? 6-7 phần. Qua thời gian còn lại 4-5 phần là dưới trung bình. Các anh chị nắm được cái ý Toàn vừa nói nè. Có nghĩa là gì? Người có vị tha hay lắm. Họ nhìn về lỗi của con người, họ gọt giũa làm sao, qua cái cách nhìn của người vị tha nó hay lắm. Đó là lỗi người nó giảm xuống nha. Nó giảm xuống luôn, còn phải khoảng 6-7 phần còn lại khá thôi. Sau đó nó nhập vô người đó. Qua thời gian thì sao ạ? Trong con người mà liều thuốc thời gian là liều thuốc quên nó dễ mà. Thời gian cái nó giảm dần dần qua thời gian cái bắt đầu còn 4-5 phần còn dưới trung bình. Thì lỗi người nhập lại lần nữa, lỗi người nhập lại lần nữa và lỗi người nhập lại nhiều lần nữa thì lúc đó người bị tha mới sao ạ? Mới bùng phát. Nên người bị tha vị tha là nhập lỗi của người nhiều lần thì mới bùng phát. Hiểu ý không đó? Anh chị hiểu cái đặc tính của người, đức tính của người, đặc tính của người vị tha. Người vị tha hay lắm. Người vị tha hay lắm. Người vị tha họ làm cho lỗi người giảm xuống khá thôi, mức khá thôi. Sau đó bắt đầu qua thời gian mất luôn á. Còn lại nhập vô họ xong thì họ còn dưới trung bình.
dưới trung bình, và lỗi người lặp lại nhiều lần nữa thì họ mới sao ạ? Họ mới bùng phát. Được chưa? Rồi, anh chị ghi vô. Tiếp tục. Cái người khoan dung. Cái người khoan dung thì đã lắm các anh chị. Cái người khoan dung thì đặc biệt lắm. Hay lắm. Cái người than dung, lỗi người 10 phần. Họ gọt giữa hơn sao đó, còn có 4-5 phần à. Có nghĩa là dưới trung bình. Dưới trung bình thì theo cái dưới trung bình thì người ta cảm thấy hầu như nó cũng không có nhiều. Nó lợn tăng lăng tăng trong đầu chỉ có thôi một chút. Nhưng mà họ khoan dung mà, nên họ không nhìn thấy lỗi người nhiều. Có dưới trung bình. Cái nhập vào con người thì sao ạ? Nhập vào con người thì sao các anh chị? Qua thời gian còn có 1-2 phần à. Có những việc á, là mất luôn. Có những việc không còn lỗi người luôn, mất tiêu luôn. Thì người đó là người có đức tính khoan dung. Được không? Các anh chị nắm ý toàn nói không? Chậm lại một chút nè. Người khoan dung nè. Người khoan dung được đánh giá cao lắm các anh chị. Người khoan dung được đánh giá rất cao. Người khoan dung trên... Ngày xưa cái đức tính khoan dung là dành cho vị trí của người tể tướng. Người ta nói là bụng của người tể tướng có thể chèo được thuyền. Các anh chị đã từng nghe câu nói đó không? Bụng của người tể tướng có thể chèo được thuyền. Các anh chị đã từng nghe không? Từng nghe cái câu nói bụng của người tể tướng có thể chèo được thuyền. Bởi vì sao? Người có đức cao vọng trọng như vậy thì cái người đó mới ngồi ở vị trí tể tướng được. Có thể sức ảnh hưởng của người tể tướng còn hơn vua về cái đức tính. Nên là gì? Thường thông thường người tể tướng có nhiều đời, họ có một cái đức tính gọi là khoan dung. Khoan dung rất lớn, họ mới ngồi vị trí đó. Vậy thì người có đức tính khoan dung là người sao ạ? Thấy lỗi người rất là thấp, dưới luôn trung bình 4-5 thôi. Sau đó nhập vào người, qua thời gian còn lại 1-2, có những cái là tan luôn, mất luôn. Thì cái người đó đức tính khoan dung. Các anh chị hiểu được chưa? Rồi, bao dung thì cực kỳ đơn giản. Các anh chị thấy lỗi người 10 phần, không có nhập vô người gì hết là xong, là bao dung. Cái người bao dung không thấy lỗi của người, không lấy thấy lỗi của người nhưng mà không có nhập vô mình. hiểu ý nào? Có lỗi người 10 phần, nhìn thấy có lỗi nhưng ngay giây phút đó cái lỗi đó nó tan đi nên không nhập vô mình hết. Có nhiều đó đó, bao dung đó. Vậy thì các anh chị gà sót lại thử ai. Mình đang bao dung cho con, tha thứ cho chồng, vị tha đối với mẹ, hay là khoan dung đối với cha, hay là bao dung cho hàng xóm, còn là vị tha đối với mẹ, khoan dung đối với ông sếp, tha thứ cho con. Thì đó, mình coi lại mình đang dùng cái trạng thái, cái đức tính gì? Đức tính gì đối với người thân yêu của mình? Rồi chính mình đang tha thứ cho chính mình, hay là vị tha cho chính mình, hay là khoan dung cho chính mình, hay là bao dung cho chính mình? Mình xem lại. Rồi, mình bao dung cho công việc hay mình tha thứ cho hành xử của mình? Mình khoan dung cho quá trình mình đối nhân xử thế hay là mình vị tha đối với cái hành vi của người khác? Thì mình xem lại mình đang dùng cái nào trong cuộc sống của mình hiện tại.
từ lượng thứ á, nó ở một cái hành vi cụ thể. Ví dụ như mình làm một cái điều gì đó, cái mình nói là gì? Xin hãy lượng thứ cho tôi. Tại vì mình chuẩn bị làm cái điều gì đó, mình thấy chuẩn bị gây cái làm phiền cho anh ta, nên là mình nói với anh ta là xin hãy lượng thứ. Nó không phải là đức tính của con người, nên là mình không có đưa vô đây. Dạ. Yeah. Mình chuẩn bị làm cái gì đó, hãy lượng thứ cho tại hạ, bởi vì tại hạ có việc nên phải đi trước. Được không? Nắm được mấy cái ý này chưa? Các anh chị nắm ý này chưa? Rồi bắt đầu vô nè. Vô ha. Rồi. Theo hệ quy chiếu của UNESCO. Theo hệ quy chiếu của UNESCO. Có nghĩa là theo cái định nghĩa của UNESCO á, bao dung là tôn trọng. Bao dung là tôn trọng. Thấu hiểu. Theo định nghĩa của UNESCO, thế hệ quy chiếu của UNESCO, bao dung là tôn trọng. Thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng. Thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán. Theo hệ quy chiếu ha, theo định nghĩa của UNESCO, bao dung là tôn trọng. Phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo. Trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chủng tộc và cách thức hành động. Bao dung là tôn trọng. Thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán nè, quan niệm sống nè, niềm tin và tôn giáo nè, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp.
Con xin phép đọc lại. Bao dung là tôn trọng. Gốc vật chất hóa của bao dung nè các anh chị. Biểu hiện một người mà bao dung cho người khác là nó có ba thuật ngữ quan trọng. Thứ nhất là tôn trọng. Thứ hai là thấu hiểu. Thứ ba là chấp nhận. Đọc lại. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động, chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Có nghĩa là khi đối diện với một con người, mình thấy người ta phong tục tập quán thấy khác mình, quan niệm sống khác mình, niềm tin của người ta khác mình, tôn giáo người ta khác mình, chủng tộc ta khác mình, và người ta có những hành động khác mình, thì mình tôn trọng và thấu hiểu điều đó, và mình chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để làm chi? Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Nên các anh chị ghi giúp Toàn bao dung. Các anh chị ghi chữ bao dung bự ra, các anh chị gạch mũi tên, hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Nên khi mà một con người có khởi tạo một nguồn năng lượng bao dung đối với con người, thì những người xung quanh họ sẽ tự hướng đến sự tốt đẹp. Hay chưa? Các anh chị thấy hả? Hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Có nghĩa là gì? Mình định hướng con người, chứ không phải bao dung rồi để cho họ làm gì làm, mà bao dung để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Cũng hướng nhưng mà họ tự giác. Mình hướng nhưng họ tự giác. Ví dụ như mình hướng họ đi đến đó, nhưng mà họ tự giác đi đến đó. Vậy thì một con người mà xung quanh người sống gần người bao dung, thì các anh chị thấy qua thời gian những người xung quanh đều phát triển hết. Tại sao? Bởi vì họ sẽ tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Được không? Hiểu ý nào. Nên chúng ta từ giờ cho đi, các anh chị đừng nói với Toàn. Nếu mà em bao dung cho người đó rồi thì người đó lặp lại cái sai lầm nữa thì sao? Theo các anh chị, mình tha thứ người ta mới lặp lại sai lầm. Mình vị tha người ta mới lặp lại sai lầm. Mình khoan dung người ta mới lặp lại sai lầm. Còn nếu thật sự bao dung thì sao? Thật sự bao dung thì sao? Thật sự bao dung thì sao ạ? Mình đâu có thấy lỗi người mà người ta đâu còn sai lầm nữa. Nên là họ hướng đến sự tốt đẹp. Hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Được không? Nắm ý này không? Đâu có. Ai câu nói này kỳ vậy? Người nào nhắn tin lên câu nói này kỳ vậy? Hương Thu Trương nè. Trương Thu Hương nè. Đâu chơi nhắn tin kiểu gì kỳ vậy? Càng bao dung càng ỷ lại, làm gì có chuyện đó. Bạn tha thứ người ta mới ỷ lại, bạn quan vĩ tha bạn người ta mới ỷ lại, chứ bao dung ỷ lại gì? Có bao dung chưa mà nói ta ỷ lại? Có biết bao dung chưa? Đâu có chuyện xảy ra đó. Đã bao dung mà không có thấy lỗi người thì làm gì cái chuyện ỷ lại? Các anh chị hiểu ý nào không các anh chị? Hiểu ý nào không? Đã bao dung chưa? Đâu có chuyện đó. Đã thử chưa? Trời, không có giỡn được. Bao dung nó nguy hiểm lắm. Không có chuyện đó. Không có nhập lỗi người của vô mình là không có cái. Không có cái đó. Còn mình vị tha, mình tha thứ mình gì đó, mình mới có chứa hình. Nguyên tắc của quá trình lặp đi lặp lại nè. Các anh chị lấy cái công thức cội nguồn cuộc sống ra, các anh chị so sánh làm nè. Khi chúng ta tha thứ cho người, đố các anh chị chúng ta có chứa hình lỗi người không? Theo các anh chị chứa hình lỗi người không? Có chứa hình lỗi người không các anh chị? Chứa hình lỗi người. Chứa hình lỗi người không? Chứa hình lỗi người. Được chưa?
Vậy thì khi chứa hình lỗi người, thì khi chúng ta đối diện với họ, hình chúng ta thấy lỗi người, thì khả năng họ lặp lại sai lầm đối với chúng ta có không? Có không các anh chị? Có. Chúng ta khoan dung cũng vậy, cũng đã chứa hình lỗi người. Trừ khi chúng ta tan luôn thì nó mới hết. Nhưng mà bao dung thì không có chứa hình của lỗi người, thì làm sao lặp lại cái sai lầm đó? Nắm ý này không? Thấy lỗi người nhưng giây phút đó nó không có chứa. Vậy thì công thức cội nguồn cuộc sống nó giải thích rất rõ cho chúng ta cái đạo lý này. Nó không có dính hình. Nó không dính hình nên không có cái chuyện đó. Còn khi đã dính hình thì không còn bao dung được nữa. Đúng chưa? Nắm hàng, các anh chị nắm hàng. Dạ vậy được ai? Các anh chị phải hiểu ở mức độ đó. Chứ nếu không thôi mình nó có cái gốc rễ của nó để suy luận hết. Ba cái hệ quy chiếu, tam giác hiện thực, cấu trúc con người và công thức cội nguồn á, nó đủ để chúng ta lý luận hết tất cả những khái niệm phi vật chất mà. Ở đây có định nghĩa là một giới hạn nhất định là sao? Có người hỏi. Có là ngành mình tự đặt ra. Có một số người tự đặt trong hôn nhân là gì nè? Ông cái gì tôi cũng có thể không có thấy ông có vấn bao dung chồng được hết. Nhưng có một cái, đó là gì? Trai gái là tôi không thể nào bao dung chồng được. Vậy thì cái người đó tự khoanh vùng giới hạn cho mình, là chồng có làm bất kỳ cái điều gì thì cũng không làm cho người đó bị tổn thương hết. Nhưng mà chỉ có trai gái thôi thì làm cho tổn thương, thì họ đặt ra cái giới hạn đó. Bởi vì biểu hiện vật chất mà, nên nó cũng phải còn có giới hạn. Nên cái bao dung nếu chúng ta dùng ở năng lượng và thông tin thì các anh chị không có giới hạn. Nhưng mà nếu biểu hiện vật chất thì sẽ có giới hạn. Bởi vì nó phải có một cái giới hạn gì đó cho cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu và chấp nhận chứ. Có nhiều việc nếu biểu hiện vật chất thì không thể chấp nhận được. Được chưa? Nắm ý toàn chia sẻ không? Các anh chị nắm ý không? Có nghĩa là đã biểu hiện vật chất thì sao? Có giới hạn. Thì đối với UNESCO, họ cho ra cái định nghĩa như vậy. Một giới hạn nhất định do mình tự đặt. Okay. Vậy thì đối với bao dung mà chúng ta dùng cái biểu hiện vật chất thì bao dung ở tầng này. Nhưng mà đối với thông tin và năng lượng thì chúng ta làm sao? Các anh chị ghi giúp tôi. Các anh chị ghi giúp tôi. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Không dính mắc. Hoàn cảnh bên ngoài có tác động điều gì thì bên trong tâm trí cũng không có dính mắc. Đó là thông tin của bao dung. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài.
Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tham và tưởng, tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Năng lượng của bao dung, năng lượng hóa bao dung là tham và tưởng dừng lại. Là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Rồi, nó đơn giản vậy đó. Đó là một con người họ không bị dính mắc với cái hoàn cảnh ở bên ngoài tác động vô. Và khi đó cái nguồn năng lượng của họ là ngay cái giây phút đó đó, tham với tưởng của họ được dừng lại. Họ không có mưu cầu tham tưởng đối với người đó nữa. Ví dụ, khi chúng ta có quá nhiều tham tưởng về con của chúng ta, thì khi đối diện với con, chúng ta có nhiều tham tưởng đối với con, nên hành vi của con ngược với tham tưởng của mình, thì mình sao ạ? Mình sân si lên, mình bị dính mắc. Nên là gì? Hành vi của trẻ, khi chúng ta không tham tưởng gì ở trẻ, thì bất kỳ cái gì thì sao ạ? Cũng rất là bao dung cho trẻ. Ví dụ, có phải là tuổi của trẻ càng ngày càng lớn lên, tuổi của các con ngày càng lớn lên, thì tham tưởng về sự các con chúng ta ngày càng đi theo cái tuổi trưởng thành của con không ạ? Các anh chị có quan sát không? Một đứa bé, bạn nhỏ mới sanh ra, trong vòng 3 ngày các anh chị có yêu cầu bạn phải làm điều gì không? Có 3 ngày thôi, 7 ngày. 7 ngày các anh chị có yêu cầu con phải làm sao không? Vậy thì có phải là con ngày càng lớn lên thì tham tưởng của chúng ta về trẻ ngày càng lớn không? Rồi, mới kết hôn về, mới quen nhau, mới kết hôn, sự tham tưởng của chúng ta về người đàn ông với người phụ nữ có nhiều không các anh chị? Cũng không cao. Nhưng qua thời gian sống với nhau thì tham tưởng của chúng ta về đối phương ngày càng cao. Nên là đối phương không đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta, thì ngược với những gì chúng ta tham tưởng thì tánh người nó sẽ trỗi dậy. Thì khi mà chúng ta đối diện với bất kỳ ai mà cái tham tưởng của chúng ta về họ được dừng lại, thì lúc đó sao ạ? Lúc đó sao các anh chị? Lúc đó sao ạ? Lòng bao dung nó khởi tạo. Được không? Nắm không? Bao dung lúc đó nó khởi tạo. Nhìn cái đó ra con ngồi chơi. Nhìn cái đó. Tham tưởng và kỳ vọng giống nhau không? Kỳ vọng chính là sản phẩm của tham tưởng mà. Tánh người á, tánh tham với tánh tưởng về điều gì đó, kỳ vọng là một sản phẩm của tham tưởng mà. Được không? Các anh chị nắm được cái ý này không? Mình không phải á, là mình bao dung là mình không thấy ở lỗi người, mà là mình tới một lúc nào đó thực chất là mình cũng không cần bao dung cho con người luôn, tại vì có lỗi gì đâu mà bao dung.
Nếu bao dung thật sự thì một giây phút nào đó thì cũng không có lỗi, có lỗi gì đâu bao dung, có thấy gì đâu bao dung, thì lúc đó mới thật sự. Còn nếu chúng ta nói tôi là người rất bao dung thì cũng không có gì để bao dung, tại vì mình thấy lỗi người rồi nên mình mới tha thứ cho họ hay là mình khoan dung cho họ, sau đó mình nói tôi là người rất bao dung. Còn người bao dung thì đâu thấy lỗi người. Nắm được ý này không? Ở đây có người hỏi rất hay nè, Nhàn Trần nè. Thầy ơi, phải đủ ba yếu tố thì bao dung mới khởi tạo, hay là bao dung khởi tạo rồi mới có ba yếu tố này? Nó có hai chiều. Một người, một số người á, các anh chị phải hiểu là sự bao dung nó không phải là người đó có bao dung hay không, mà lúc bao dung á, chúng ta bao dung ở đâu. Ví dụ ai ở đây rất là bao dung cho con mình không, nhưng mà không có sự bao dung đối với chồng, có không? Có ai bao dung cho con mình không mà không bao dung đối với chồng? Có ai bao dung cho mẹ không mà không có bao dung cho cha? Rồi, có ai có bao dung cho học tập của con nhưng mà không bao dung trong cách ăn ở của nó, của các con, có không? Ví dụ nó có học tập nè, ăn ngủ nè, chơi bời, cái gì học tập cũng có thể bao dung được, tại vì ngày xưa mình học cũng dở học sao cũng được thôi, không có gì, không có vấn đề gì nhiều cũng được. À, nhưng chúng ta không bao dung được cho con trong ăn ở, có không? Các anh chị hiểu ý này không ta? Các anh chị nắm toàn ý toàn nói không ta? Có nghĩa là nó bao dung á, nó không phải là người đó là toàn diện cái sự bao dung, mà trong một cái giây phút nào đó khi tham và tưởng được dừng lại, giây phút nào đó mình không dính mắc, giây phút nào đó mình tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận một điều gì đó thì bao dung nó sẽ khởi tạo. Thì một là biểu hiện vật chất ở đây hay là biểu hiện đây, nhưng mà sự bao dung thật sự luôn á thì nó phải bao hàm với sự không dính mắc trong nội tâm. Bạn tôn trọng, bạn thấu hiểu, bạn chấp nhận, bạn nói miệng thôi thì cũng không được, mà phải thật sự không dính mắc trong nội tâm. Và khi đó thật sự cái tham tưởng về sự thay đổi của đối phương á được dừng lại á, thì cái sự bao dung nó mới bắt đầu thật sự, nó khởi tạo thật sự. Được không? Anh chị nắm được ý này không? Con trai ghé đây chơi, nó chụp hình nên là cho toàn dê ăn cái. Hiểu cái ý này không ạ? À? Hiểu cái ý nào hay lắm. Cái giây phút nào mình bao dung cũng được hết, nếu mình muốn bao dung. Mà một người nào xuyên suốt cái sự bao dung thì nó xuyên suốt. Giống như mình nhắc đến vợ mình thì mình không có dính mắc bất kỳ hành vi nào khi vợ làm. Tham tưởng đối với mình vì thay đổi của người phụ nữ đó được dừng lại. Mình tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận hết cái con người đó. Thì khi đó nhắc đến vợ là mình khởi tạo liền ngay cái sự bao dung đối với con người đó, là các anh chị đã sống được bao dung với vợ. Rồi nhắc đến con, nhắc đến đồng nghiệp, nhắc đến ai. Nên là chúng ta không có hết bao dung hết được cho mọi con người được. Nếu ai mà bao dung được hết mọi con người thì chúc mừng các anh chị. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Rồi công việc nè. Có những công việc là toàn á, là các bạn làm, các bạn trong cuộc sống thì toàn đặt ý vào các bạn. Thì dù bạn sống như thế nào đi nữa thì toàn cũng có thể không tham tưởng về sự thay đổi của các bạn. Tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt của vùng miền, khác biệt của tất cả mọi cái hết luôn. Khác biệt của tôn giáo, khác biệt của mọi cái. À, nhưng trong công việc mấy bạn làm không phù hợp thì toàn không có khởi tạo sự bao dung trong đó. Nhưng mà tới khi toàn thấy nó kết thúc rồi thì lúc đó mình sẽ chuyển thành cái an vui buông liền ngay tức khắc liền. Không bao dung được nữa thì an vui buông liền.
thì không bị dính mắc vào cái đó nữa, không bị nữa, chỉ biết là như vậy thôi rồi ngừng lại để bảo vệ cái điện từ của mình để mình làm việc khác. Chứ nếu không thôi chỉ có dính vào sai lầm của con người thôi, là mình dính ở đó luôn, thì lúc đó mình sẽ dùng phù hợp. Bao dung với tánh không nó đâu có, nó khác nhau chứ. Mình đang dùng cái tham tưởng, mình dần mình chủ đích cái ý chí của mình về tánh người mình làm. Còn cái tánh không của nội tâm là nhận từ bên trong rồi thì nó khác. Cái tánh người, cái này dùng tánh người đạt được cái sự tách luôn tâm cảnh luôn thật sự thì nó là cái sự chân thật nên chính mình bên trong rồi. Ở đây câu hỏi cũng hay lắm nè. Thầy ơi, gốc năng lượng không phải là trân trọng biết ơn. Sao trân trọng biết ơn được? Nhìn thấy lỗi người ngay từ đó, tánh con người mình phân tích phân biệt liền, sao làm được? Nó nằm ở trong lớp tánh rồi. Lúc đó không khởi tạo được trân trọng biết ơn đâu, không làm nổi đâu. Nhìn hình tướng gì thôi chứ không làm nổi đâu. Hiểu không? Các anh chị hiểu ý nó không? Nắm không? Nắm ý nào. Vậy thì bây giờ nè, các anh chị không lẽ giờ nói các anh chị tập bao dung thì kỳ. Chứ ban đầu bây giờ các anh chị chỉ cần bao dung được cho một người này thôi thì các anh chị sẽ bao dung được cho hết thiên hạ này. Đố các anh chị là ai? Bao dung cho chính mình. Được. Có một người phát hiện ra điều đó các anh chị. Còn nói rất là nhiều trong nhiều năm, nhưng mà có một người á, phát hiện ra điều đó. Đó là cô giáo Minh á. Cô Minh á, có nói Toàn rất là yêu thương bản thân và rất là bao dung cho bản thân của Toàn. Không ai hiểu hết trơn Toàn đã làm hàng ngày làm gì mà bao dung. Thì Toàn thường hay nói, các anh chị nhớ không? Đó là gì ạ? À? Chiều cao của người đàn ông á, chiều cao của người đàn ông mà là chuẩn nhất chính là 1m68. Có nhiều người hỏi Toàn sao đàn ông phải cao quá được không? Có, Toàn 1m68 nên là chiều cao chuẩn nhất của người đàn ông là 1m68. Hiểu ý này không ạ? À? Rồi nè, thường á là Toàn nói là hô duyên, và người ta nhìn Toàn thì người ta thích cái nụ cười, và vợ Toàn nói anh ngủ anh cũng thích phúc báo nữa. Có nghĩa là Toàn tôn trọng, chấp nhận và thấu hiểu hết toàn bộ cái của mình. Thời xưa tới giờ ai nói gì Toàn cũng không quan tâm. Ngày xưa lúc Toàn có 49kg à, ai lại nói Toàn là ốm rồi quá Toàn cũng không quan tâm tới, và Toàn còn chửi người ta. Cái đó là Toàn còn chửi nữa. Là tại sao? Mình sao mình tôn trọng, chấp nhận và thấu hiểu nó. Sau này thì chị Minh quan sát cuộc sống của Toàn mới phát hiện ra Toàn rất là bao dung. Tại sao? Toàn có làm nhiều lầm lỗi lắm các anh chị. Nhưng mà sao ạ? Dừng lại được. Dừng lại được các anh chị. Và cảm thấy không có trách mình. Thì như vậy mình mới đi tới cao hơn được nữa. Còn mỗi ngày quay lại quá khứ cứ trách bản thân mình đã sai lầm điều gì thì ngày hôm nay chắc cũng không làm được cái gì của quýt. Hiểu ý này không? Nên cái người mà mình xứng đáng bao dung nhất trong nhân loại này chính là chính mình. Hãy tập bao dung cho chính mình trước. Nếu các anh chị cảm thấy nhân duyên được, còn không có, các anh chị tìm kiếm một người nào các anh chị yêu thương á, các anh chị tập bao dung. Tại không thôi, nếu các anh chị yêu thương quá thì mất đi sự bao dung. Mà chúng ta, tại vì chúng ta không hiểu yêu thương là gì, nên là chúng ta tưởng đâu tình cảm mình dành quan tâm cho họ là yêu thương. À, nhưng mà quan tâm nó không phải là đại diện cho yêu thương. Được không? Nắm ý này không?
Bao dung nó được định nghĩa là tình yêu vĩnh cửu các anh chị. Các anh chị ghi vô giúp Toàn. Bao dung được định nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Bao dung được định nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Có một cô gái đó mắc một cái căn bệnh lạ, cổ đi tìm kiếm khắp nơi để điều trị, nhưng mà hầu như cũng không có trị được hết bệnh của cổ. Cổ càng ngày thì càng yếu đi, càng ngày thì cổ càng cảm giác được là mình bất ổn sức khỏe, dần dần nặng hơn. Cổ có một cái sự việc xảy ra đối với cổ là cổ có giấc mơ rất là lạ. Có một cái căn nhà cũ kỹ lắm này, nhưng mà được khóa trái cửa ở ngoài, khóa trái cửa bên ngoài các anh chị. Và căn nhà đó nhốt rất là nhiều người trong đó, và những người trong đó đang la để kêu cầu cứu. Và hầu như đêm nào cũng mật độ cũng cổ cũng tái lại cái giấc mơ đó. Và sau khi tái giấc mơ đó thì cổ cũng không ngủ được. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng thì cổ bệnh nhiều. Chị bệnh tìm mọi phương cách đều không có khỏe được. Cổ mới nghe thông tin có một người thầy có khả năng giải mộng được, và đồng thời người thầy đó có thể giúp cổ được. Cổ mới đi đến gặp thầy. Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện và người thầy đã giao tiếp với cổ nhiều cái vấn đề, thì người thầy mới đi đưa cho cổ một cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó là chìa khóa vàng, treo lên cổ cho cổ. Nói với cổ là gì? Nếu tái lại giấc mơ đó thì cô hãy mở cái ổ khóa của ngôi nhà đó đó. Cô giải thoát hết tất cả những con người trong cái nhà đó ra thì cô sẽ khỏe. Thì cô gái cũng nghe lời ông thầy thì đeo vào cổ và bắt đầu về lại. Khi tái lại giấc mơ thì cổ nhanh chóng lại nhà liền các anh chị. Cổ đặt ổ khóa, đặt cái chìa vô ổ khóa chuẩn bị mở ổ khóa. Kỳ vừa chuẩn bị mở khóa thì cổ mới nhìn vô khe cửa các anh chị. Những con người đó kêu cầu cứu bên trong là ai? Có bà chị hàng xóm là chuyên ngày xưa đối xử tệ với chị. Có người này đang hiếp chị và người kia đã hại chị như thế nào. Trong đó cả một cái con chó ba chân mà ngày xưa còn nhỏ mà cắn chị. Nhỏ lâu lắm rồi. Nó lâu dữ trời lắm rồi. Còn nhỏ mà cổ như đã quên đi rồi. Nó còn cũng có trong đó nữa. Thì cổ mới bắt đầu là thấy như vậy thì cổ mới suy nghĩ. Là bây giờ mình thả những con người này ra làm chi ta? Những người này là những người tổn thương mình mà. Và những người gây tổn hại đến mình mà. Thì cổ rút cái chìa khóa ra. Quay lưng liền ngay tức khắc và cổ bỏ đi trong mỉm cười. Thì thức dậy. Thì cổ cũng giật mình thức dậy. Cũng không an nhiên được. Và cổ cũng cảm giác sao à. Hình như nó cũng không có khỏe mạnh được. Và ngày qua ngày tiếp tục nữa thì sức khỏe cổ đe dọa hơn nữa các anh chị. Và một giây phút đó, là gần chịu hết nổi rồi thì tiếp tục lại gặp người thầy đó. Và người thầy đã phân tích cho cổ hiểu và nói với cổ là gì? Hãy quay trở ngược lại và nhanh chóng. Nếu mà vô giấc mơ là thả hết, tại vì sự sống và cái chết của cô nó cận kề rồi. Sự sống của cô gần cạn rồi. Nếu mà cô không có giải phóng những con người đó ra ngoài là không được. Thì quay lại giấc mơ giữa sự sống và cái chết như vậy thì cổ mới nhanh chóng mở cái ổ khóa ra và mở cửa kêu mọi người chạy ra. Thì hầu như tất cả ai cũng đều thoát khỏi căn nhà đó, và căn nhà đó tự nhiên sẽ rung lắc và nó có một dấu hiệu là bị đổ đi, sụp đổ đi. Tại vì căn nhà đó sụp đổ thì người thầy đó nói là gì? Nếu sụp đổ là coi như sức khỏe của cô cũng xong luôn. Nhưng mà bỗng dưng đâu có một người phụ nữ trong góc nhà ốm yếu tiều tị trong một cái góc nhà và đi ra không nổi các anh chị. Và cổ mới khuyến khích cái người đó nhất quyết định phải ra khỏi đó. Và vừa bước ra khỏi cửa thì căn nhà đã sụp. Người bước ra khỏi cửa thì căn nhà đã sụp liền ngay tức khắc. Và sao ạ? Cái người cổ giật mình các anh chị, và cái người cuối cùng bước ra đó là người hình hài là giống cổ và chính là cổ. Thì trong một cái giấc mơ như vậy rồi kết thúc và cổ thoát lên. Thì sức khỏe của cổ sau khi tỉnh dậy thì dần dần hồi phục. Và mới cổ đi tìm người thầy đó hỏi căn nguyên tại sao. Thì người thầy đó lý giải đơn giản các anh chị. Trong cuộc sống cổ á, lấy những lỗi lầm của con người á, đưa vào mình.
và luôn luôn nhớ những lỗi lầm của người đối với mình. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng á, cổ đưa cái lỗi lầm đó vào con người của mình và cổ không có buông được. Và luôn thấy dính mắc vào lỗi lầm của người. Và dần dần cổ bị bất ổn đi. Nên người thầy đó chia sẻ rất là đơn giản. Đó là bao dung cho người khác á, là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai. Để cứu lấy tương lai chính mình. Thường á, có một cái thói quen của con người, đặc biệt là thói quen đó là thói quen của nội tâm đó các anh chị. Đó là chúng ta vô lấy lỗi người dằn vặt mình. Có ai ở đây đã từng như vậy không? Toàn làm lớp học 8 năm. Có những lớp học offline á các anh chị. Các bạn đứng lên chia sẻ. Là có một số bạn nữ đứng lên chia sẻ hiện nay hôn nhân có vấn đề, hoặc là họ không có ấn tượng về hôn nhân và họ không có cảm giác được cái sự an toàn đối với người đàn ông, tại vì từ nhỏ bị xâm hại các anh chị. Bị xâm hại thì sự xâm hại đó từ nhỏ thì cho mình tự cho mình là mình người không còn cái trong trắng nữa, cho mình còn là không còn là một con người sao ạ, xứng đáng nữa để có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và tự cho mình một cái quyền là mình không còn xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp nữa. Thì có phải những người như vậy là những người lấy lỗi của người mà dằn vặt mình không? Có phải là những người như vậy mà lấy lỗi người dằn vặt mình không ạ? Ở đây Trâm Hoàng hỏi câu hỏi á, nó lệch đây. Dạ thưa thầy, có những người bao dung nhiều lần mà sai lầm của họ vẫn tiếp cứ lặp lại thì vẫn tiếp tục bao dung phải không thầy? Không có. Đã bao dung thì không có lấy lỗi, thì đâu có chuyện lặp lại lỗi nữa. Có thấy lỗi gì đâu mà lặp lại. Vậy thì nãy giờ có học không Trâm Hoàng? Nãy giờ có học từ đầu tới giờ không? Trâm Hoàng có học từ đầu tới giờ không? Nếu từ đầu tới giờ thì không ngủ hay sao này? Chứ không có lỗi người thì không có đâu mà bao nhiêu lặp lại. À, còn một số anh chị nói là gì? Dung túng hay là bao dung gì nè? Đâu nè? Có câu hỏi đâu mất tiêu rồi. Bao dung cho chính mình với ngụy biện cho chính mình. Ngụy biện á với bao dung nó khác nhau ở một cái nhận thức bên trong á, là một người quên mất biến luôn cái lỗi người của mình, còn người phả lấp cái lỗi của mình đi. Ví dụ như mình có nằm lỗi, mình thấy mình lỗi nhưng mình phả lấp đi, thôi có sao đâu, tôi không có lỗi gì hết trơn á, tôi đâu có làm lỗi gì, tôi phải chiến đấu, tôi phải đi tới nữa, tôi phải nhất định sẽ thành công. Nhưng mà khi nhắc đến bản thân mình thì người đó vẫn sao à? Vẫn thấy mình đã sai lầm trong quá khứ. Được chưa? Thì những con người đó từ từ mới ngụy biện. Còn một con người sau khi thấy mình có sai lầm rồi, được chưa? Thì chuyển qua thành khoan dung và từ từ xóa nó dần đi. Và sau những cái đó mình mới gì? Bao dung cho chính bản thân mình là không thấy lỗi của người nữa, của mình nữa, trong bên trong của mình luôn á. Thì cái người đó mới là bao dung. Còn ngụy biện thì nó là khác nhau ở một cái chứa đựng trong bên trong của mình là gì thôi à. Nên hai cái đó nó khác nhau. Được không? Các anh chị nắm được ý này không? Nên là vì phụ nữ á, nếu mà cho toàn lời khuyên á, thì phụ nữ nên có cái sự bao dung.
Tại sao? Bởi vì mà người phụ nữ mà bao dung, tự khắc đẹp, an vui thì không nói nữa rồi. Có sự bao dung á, đẹp lắm. Tại vì đức tính bao dung đẹp lắm. Người đàn ông thấy gì chưa? Bao dung dễ, dễ có hơn đối với phụ nữ. Ở đây có Hương Thu Trương có hỏi: bây giờ làm như thế nào để bao dung được hả thầy? Đó, nó vậy đó. Nhìn vô tờ giấy này. Đừng có dừng lại cái tham tưởng về cái người đàn ông của mình hay là con cái của mình, thì tự khắc cho nó sẽ khởi tạo được cái nguồn năng lượng đó dần dần. Ở đây Nguyễn Thị Hồng Hạnh hỏi gì kỳ trời. Bao dung có phải là không quan tâm không thầy? Trời ơi, sao hỏi câu hỏi đó được gì trời. Quan tâm với bao dung nó khác nhau trời vô trực. Bao dung thì bao dung chứ có gì không quan tâm. Vậy lúc nào cũng bao dung hả thầy? Không, đâu có lúc nào cũng bao dung. Anh chị phân biệt với Toàn nè, con người nè, con người với công việc á, với công việc. Là thứ nhất, các anh chị ưu tiên đó là bao dung cho con người, đừng bao dung cho công việc. Các anh chị tách ra ngang, con người với công việc tách được là các anh chị thắng. Ví dụ ha, có một số anh chị nói là cách bạn làm một việc đó là cách bạn làm mọi việc. Vậy thì chúng ta đã đồng hóa khái niệm cái con người đó đó với công việc đã dính vô nhau, mà từ đó chúng ta không còn cái tâm trạng làm việc với con người đó nữa. Thì từ đó trở đi vô tình đó, chúng ta giết chết tương lai của một người nếu mà người đó không còn con đường nào đi nữa. Nếu ai tách ra được công việc với con người, tách ra, các anh chị không bao dung với công việc. Bởi vì nếu bao dung cho công việc thì hiệu quả công việc sao? Toàn là một trong những người nếu chịu khó tính là Toàn là siêu khó tính. Mấy em mà đã xin Toàn cống hiến gánh vác để đồng hành cùng với Toàn ở đây, bạn đã xin cống hiến gánh vác để đồng hành, mà bạn đồng hành cùng tôi để phục vụ cho cộng đồng và cho xã hội, thì không có thể làm việc được như vậy. Đâu có chuyện ngồi làm việc kiểu gì được. Không có chuyện đó. Làm phải nghiêm túc, phục vụ cho tại tận nơi, tận chốn. Tại vì không làm thì thôi, đổi vị trí đó cho người khác thay thế. Chứ tự nhiên xin vô cống hiến gánh vác xong hay làm gì đó, rồi cuối cùng làm không hết mình, kết quả để gì? Quá trình phục vụ cộng đồng có vấn đề. Đồng hệ quy chiếu thì đồng hành, không có thôi. Chứ đâu kiện lơ được. Công việc không có chuyện khái niệm làm như vậy được. Nhưng ra rồi con người, có thể một số con người á là ở bên cạnh Toàn 5-7 năm Toàn không có giao việc gì hết trơn. Tại không cần việc làm. Tại vì không có phù hợp thì không có làm việc. Nhưng mà về con người đó thì Toàn không thấy có vấn đề. Tại vì con người với công việc tách ra được là chúng ta nhẹ. Chúng ta không đồng hóa khái niệm khi người ta làm. Toàn mới hỏi là gì? Do cái sự năng lực làm việc có vấn đề hay là do đâu? Nếu năng lực làm việc với đến đời hay tư duy có vấn đề thì chỉ có nghe không? Hay là trí nhớ có vấn đề? Trí nhớ có vấn đề và nói không nghe để làm theo. Thì Toàn hỏi, hỏi cho kỹ mới biết được tại sao công việc đó làm không được.
thì con người với công việc nếu chúng ta tách ra được thì các anh chị bao dung được cho con người nhưng đừng bao dung cho công việc. Nhưng có một số công việc mà không có còn đường gì nữa rồi, bao dung không nổi nữa rồi, các anh chị không dùng bao dung nữa mà an vui, chuyển qua an vui liền ngay tức khắc. Tại sao? Không còn đường này. Bao dung cho con người và trân trọng biết ơn cho con người, với đối với con người. Thì chúng ta có thể làm được, tách ra. Được chưa? Nắm được ý này không? Rồi, cái thứ hai, đối với con người, mình cũng không có lý do gì mà cần phải bao dung hết cả nhân loại này. Người ta chạy lại, người ta phá mình, người ta hại mình. Giống như lớp học nè, có ai đó mà các anh chị vô đây, ví dụ có một ai đó vô phá mình, nhắn tin lên đây có cái này cái kia, sao bao dung cho mấy người đó? Anh chị có biết họ là ai đâu, bao dung cho ao ra cho nó khỏe cuộc đời này, còn lại chừa thời gian lại cho người ta học chứ ngồi đâu rảnh. Bao dung chi cho mệt, có liên quan gì tới cuộc đời của mình đâu bao dung. Nên là một tên ăn trộm ăn cướp vô nhà của mình, mình cũng lúc thời điểm đó mình cũng khởi tạo cái tánh người lên để xử lý chứ, không lẽ giờ bao dung kiểu sao? Các anh chị hiểu ý nào? Nhưng mình đã xác định những con người trọn đời đồng hành cùng mình, xác định những con người đó cùng với mình đi đến một cái bước đi gì đó, và ngay từ đầu mình đã chọn lựa cùng với nhau, đã có một cái sự cam kết nội tâm là sẽ đồng hành cùng nhau, thì lúc đó các anh chị đâu có cách nào chọn khác, các anh chị khởi tạo sự bao dung với họ liền ngay tức khắc. Hiểu ý này không ta? Rồi sau đó trái tim các anh chị lớn dần đi, từ từ tự nhiên mở ra. Con số người hỏi toàn sao thầy có nói mentor thầy có chứa được có gì, trái tim của toàn nó thật ra chứa đựng được có khoảng 10.000 người, nhiều hơn chứ không nổi, có mấy trường chứ không nổi, toàn cảm giác được mình chứa được 10.000 người, nhiều hơn nữa chứ không nói. Kêu toàn mở rộng hơn á thì tính sao, nhưng mà tới giờ trái tim có nhiêu đó, toàn nghĩ là cũng nên teo tốt như vậy thôi. Còn chừng nào nâng cấp phần cứng lên thì không biết sao, nhưng mà hiện tại chứa được gì. Nhưng mà trẻ em chắc có thể chứa nhiều người hơn. Sau khi chứa 10.000 người rồi có thể quên đi, xóa bộ nhớ, sau đó quay trở ngược là chứa được chắc đúng dung lượng với số ký đó, thì có thể chứa trẻ em được 20-30.000 đứa trẻ của con cái các anh chị, con cái các anh chị mentor thì được. Xóa đi, xóa cái phần dữ liệu đó đi, sau đó chứa trẻ em chắc 20.000 người, 30, mỗi gia đình có 2-3 đứa trẻ thì chắc làm được. Cháu của mentor nữa hả? Cháu của mentor thì để cho mentor chứa. Cháu của mentor để mentor chứa. Được không? Hiểu không? Hiểu cái chuyện bao dung với con người không? Từ từ nó dần đi. Mình thứ nhất nè, nhớ các anh chị nhớ nè, còn sợ nhất các anh chị biết sợ chuyện gì không? Đó là sợ các anh chị học mentor hoặc là học của quýt rồi bị người ta khống chế. Tại vì triết lý đi của chúng ta là giáo dục tận gốc, triết lý đi của chúng ta là hướng đến giàu toàn diện, triết lý đi của chúng ta là giàu trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách, vào phẩm chất, vào năng lực,
vào thể chất, cả vào vật chất. Khi các anh chị học á, cái thời gian chưa đủ sự chuyển hóa cao, thì người thân yêu của mình á, toàn thấy thương lắm một số anh chị, vì thương còn quá, thương á, nên là cố gắng làm sao cho thay đổi nhất có thể. Bởi vì sao? Người ta hỏi học quýt á, bộ quýt dạy gì hả? Học quýt á, bộ trí tệ kiểu gì đó hả? Tâm thái kiểu gì đó hả? Cái cuối cùng á, một số anh chị không hiểu, người thân của chúng ta dùng chính những cái nội dung của quýt để khống chế các anh chị. Nên toàn thương các anh chị mentor lắm. Tại sao mình toàn đối xử với các anh chị mentor là tận tâm, là bởi vì thương các anh chị. Bởi vì bị khống chế đó. Nên các anh chị á, báo với những người thân yêu của mình một điều. Trong quá trình em đang chuyển hóa, và ngay cả cá nhân toàn cũng vậy, nếu các anh chị thật sự ha, tại vì con người không đảm bảo sáng suốt hết trọn vẹn cuộc đời. Những con người ngày càng tốt đi, các anh chị để ý nè, những người nào trong gia đình rất tốt, họ sống từ nhỏ liêm chính rồi họ sống rất tốt, họ xây dựng gia đình, thì những con người đó họ chỉ cần sai lầm một cái là những người thân yêu không có bao giờ bao dung được cho họ. Nhưng mà người từ nhỏ phá làng phá xóm, cái tự nhiên có thay đổi theo chiều hướng tốt lên thì tất cả đều đổ dồn ca tụng. Còn những con đứa trẻ nó học từ nhỏ đến lớn xuất sắc, khi đến đại học nó rớt đại học, phản bòn bộ dòng họ chửi nó là bởi vì tại sao mà như vậy. Học lớp 7 cái hay lên lớp 8, lớp 9, lớp 10 gì đó, một cái lớp nào đó có vấn đề, cái thiếu sự bao dung liền. Nên hiện nay xã hội làm ngược, đó là bao dung, rất là bao dung và thương yêu cho những người từ xấu chuyển qua tốt. Nhưng mà những người từ tốt mà chỉ cần bước một chân sảy cái thôi là cả thế giới đào thoái, người ta liền nghe tức khắc. Anh chị nắm ý nghĩa này không ạ? Nên á, là chúng ta chú ý một chút xíu. Và toàn thường hay nói với vợ của toàn, đó là đừng có suy nghĩ anh biết điều gì hết hay anh thấu hiểu điều gì. Tại vì khi cái tưởng của bà xã toàn là toàn hiểu đạo lý cuộc sống, cái tưởng của bà xã toàn là hiểu như thế này tới kia, hay má của toàn thấy con trai có hiểu đạo lý như vậy như vậy như vậy, từ khi cái bắt đầu quan sát toàn, toàn sai lầm một cái, một là không thể dung thứ được. Tại sao? Tại sao hiểu như vậy mà còn sai? Các anh chị hiểu ý này không? Các anh chị nắm cái ý này không ạ? Nên toàn thương các anh chị mentor. Các anh chị cứ kiên nhẫn sống tiếp qua ngày qua tháng trong giai đoạn mình chuyển hóa. Chứ không coi thì sao? Gạch ngay người ta nói học quýt rồi đó hả? Lý tưởng của quýt là gì đó hả? Quýt mà học quýt để vào thể chất mà giờ này còn ngủ không chịu tập thể dục hả? Toàn thấy có nhiều người đang bị khống chế cái đó. Cũng thương. Các anh chị chú ý cái đó. Nên là gì? Chúng ta không giải quyết được người ta có bao dung cho mình hay không. Các anh chị giúp đỡ toàn nè. Những người trong xã hội, những người xung quanh chúng ta, họ làm một quạng điều tốt, điều thứ một quạng lẻ một họ có vấn đề. Các anh chị tập cái thói quen bao dung cho họ, thì từ từ các anh chị có làm điều gì tốt, lỡ có gì đủ không đủ sự sáng suốt nhân quả, nó hồi nó chi tố, nó kéo đến sao người ta biết được. Nếu mà tôi sáng suốt suốt ngu gì tôi làm những chuyện đó, đúng chưa? Phải không? Ai mà không biết. Nếu mà sáng suốt suốt thì sao, thì ngon quá. Nhưng mà chúng ta tập cái thói quen như vậy. Những người nào đừng có vội phán xét quá lớn đối với những con người đang tốt mà họ chuyển qua không tốt, để giây phút đó các anh chị có thể kéo họ lại được. Nên mình tập đó thôi, mình chỉ xử lý cái vấn đề đó thôi. Nên chúng ta chú ý cái đó là được. Ừ.
Người ngoài thì không màng đến, nhưng người nhà nói vậy thì sao hả thầy? Có sao đâu. Mình xóa ghi, mình xin lỗi. Tại vì em học chưa tới. Chứ giờ sao? Em học chưa tới, để em cần cho em thời gian để em chuyển hóa từ từ. Chứ giờ sao? Em đang học mà nữa kìa. Có người em đang học mà kìa. Mà đúng thật sự, mình đang trên đường ăn học mà. Mình đang trên đường của sự trưởng thành. Ở đây hân hân hay quá vậy. Em đang nỗ lực, giúp em một tay với anh ơi. Dữ dằn. Được, mấy cái câu đó hay lắm đó. Em gần tốt nghiệp rồi không? Bậy bạ. Tốt nghiệp rồi chưa được đâu. Tốt nghiệp của mentor nó cũng chưa tới đâu hết trơn. Tốt nghiệp mentor á, là chỉ đại diện cho các anh chị biết về nội tâm. Rồi sau đó thể nghiệm từ 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 từ. Có khả năng lên master, tốt nghiệp master các anh chị có thể ok. Cái cách đi của quýt á, nó tương đối hơi đặc biệt chút xíu các anh chị. Cái biểu như thế này nè, các anh chị để ý nè, để chúng ta biết cái cách triết lý đi của quýt. Thông thường á, là người ta đầu tiên thì triết lý đi của thông thường thì người ta sẽ tụ con người về, người ta làm cho miễn phí, hay là người ta cho đi, hay là người ta cái gì đó, hoặc là tặng quà, tặng cáp, tặng này kia, cái từ cái cuối cùng cái người ta lấy tiền. Được chưa? Thông thường các anh chị thấy bước đầu tiên là cái phiểu bự gom lại, cái chắc lọc lại từ từ, cái phiểu nhỏ lại thì đi như thế này. Còn còn được giáo dục ngược lại các anh chị. Đây. Còn được giáo dục ngược lại. Đầu vô của các anh chị là phí tỳ tâm. Đầu vô là phí tỳ tâm nha. Là vô, bước tiên là vô, phí tỳ tâm. Các anh chị nhận giá trị nhỏ. Tới khi các anh chị vô học mentor thì các anh chị được tặng học bổng. Để học, tặng học bổng là các anh chị bắt đầu được miễn phí, là tặng học bổng. Sau đó vô tới master, các anh chị từ từ học cũng học bổng được tặng luôn. Và các anh chị sẽ có tiền được. Trong quá trình master thì các anh chị có cơ hội có được tài chính. Bởi vì các anh chị nhận gánh vác các dự án, các anh chị đi chia sẻ, các anh chị giúp đỡ con người. Thì cái phiểu chúng ta úp ngược. Chúng ta úp ngược đi, úp cái phiểu ngược đi. Nên ai đó có học cái này, các anh chị cứ giúp đỡ toàn, các anh chị ra ngoài, các anh chị lấy nhiều tiền gì đó cũng được hết á. Nhưng mà các anh chị nhớ là chơi phiểu ngược, lấy tiền nhiều, sau đó từ từ người ta đóng càng ít, và người ta càng sâu sắc với tổ chức của mình thì người ta càng có lợi. Thì như vậy thì người ta sẽ gắn kết sâu dày. Các anh chị hiểu cái phiểu ngược này không? Rồi, tương tự như vậy, người ta quen với chúng ta, các anh chị có thể có một cái khoảng cách rất lớn đối với con người cũng được. Nhưng mà càng chơi với chúng ta càng sâu thì người ta mới hiểu đức tính của chúng ta. Và càng cam kết lâu dài với chúng ta thì các anh chị càng khởi tạo sự bao dung ra. Thì lúc thời điểm đó con người sẽ hiểu được mình. Cái phiểu ngược trong cuộc sống chúng ta cũng úp được. Được không? Chúng ta úp cái phiểu ngược đầu tiên, các anh chị cũng không cần gì người ta thể hiện là cái mình hay ho gì hết trơn khi tiếp cận. Nhưng mà càng sâu vào thì người ta thấy các anh chị có nhiều đức tính nên người ta học tập hơn, và các anh chị càng bao dung cho họ nữa thì lúc thời điểm đó mối quan hệ sẽ thâm tình hơn. Còn mới vô nhiệt tình quá, thương yêu quá, cái càng về càng thấy ê, thấy ghế, thấy ứng, cái cuối cùng sao? Ui, chán,
quen biết sâu càng chán. Nên con người, người ta càng chán quen con người là bởi vì chúng ta không biết úp cái phiểu ngược trong giao tiếp này, trong này. Các anh chị hiểu ý không? Ý bao dung nào? Có nghĩa là đầu tiên đâu cần phải bao dung cô viết gì chi. Cái từ từ càng chơi càng ok. Nắm ý này không? Nên con người ta còn càng vào tổ chức của các anh chị, càng vào công ty, ban đầu đừng hứa hẹn gì nhiều điều chứ á. Người ta vô, các anh chị cho họ cứ vậy, cái từ từ vô họ lợi ích nhiều hơn thì họ gắn kết. Nắm ý nào? Nên quyết là đầu tiên vô các anh chị phí tì tâm. Được không? Phí tì tâm nha. Vô mentor các anh chị có học bổng. Còn cũng biết giá trị học bổng đó nhiều. Tại vì nếu mà đóng dưới 50.000 các anh chị cũng chưa chắc học được cái lớp học đó. Vô tới master thì không nói nữa. Thằng master không nói tiền nữa. Tại vì không có còn nói được nữa. Thì càng gắn kết nữa. Những người nào master mà có thể huấn luyện tất cả các lớp học toàn, như toàn lớp học tài chính, lớp học nào cũng được, giới thiệu cho các tổ chức đào tạo, hoặc là giới thiệu tệ cũng làm giám đốc đào tạo của một tập đoàn nào đó được. Cái master, cái trình của master hoàn toàn có thể xây dựng văn hóa của doanh nghiệp toàn diện luôn. Sức khỏe thì thấu hiểu, tài chính cũng thấu hiểu, mối quan hệ, mọi cái ok. Thì master có thể khả năng làm được. Giám đốc đào tạo hay trưởng phòng đào tạo của một tập đoàn là chuyện bình thường. Nên là họ ngay lúc học thôi họ đã tạo ra được giá trị. Nên cái chương trình của mình là learn to earn, có nghĩa là càng học tập thì càng có tài chính. Còn mối quan hệ con người cũng vậy, các anh chị úp cái phiểu ngược cho toàn. Đầu tiên tiếp xúc đừng vội thân thuộc vậy chứ. Nếu nhân viên quá sâu dày không nói. Nhưng mà càng chơi thân thì càng ngày người ta hiểu mình càng tốt đẹp thì nó mới ok. Ý nghĩa gì đó các anh chị hiểu không? Hiểu cái sự bao dung trong cái cách, trong cái con ấy không? Đơn giản. Hồi xưa giờ ai chơi với toàn cũng vậy. Nhìn cái gì do cái lớp học chúng ta online á, các anh chị thấy toàn giao lưu vậy, toàn các anh chị có ấn tượng tốt liền là do các anh chị nhận giá trị. Chứ gặp offline toàn á, các anh chị mới, các anh chị thấy hụt hẫng. Có một vài anh chị học gì nè, thấy thích quá, cái tự nhiên từ bên Mỹ bay về nước. Cái vô gặp toàn, cái xong toàn đâu biết bay về nước, gặp toàn gì đâu, toàn đâu có biết gì đâu. Cái vô gặp xong cái chào một cái một thôi. Có một số anh chị mentor mới vừa về, chạy biết qua xa đâu, từ Đồng Nai vậy đó, chạy lên em xin gặp thầy một cái. Cái em nói em thấy chị mới lại nè, thôi để em đi công việc. Đi công việc về buồn ngủ quá, cái đi vô ngủ. Trời ơi bà tức. Bà nói bà đem đồ ăn đồ lại này kia, em ghét quá em khui ra em cho mọi người ăn hết, em không chùa thầy bất kỳ cái gì. Cái bữa sau gặp lại cũng không gặp được nữa, chửi trời chửi đất không. Nhưng mà ai mà thân với toàn, chơi với toàn lâu ngày thì biết được, có thể chơi suốt cuộc đời. Nhưng mà mới đầu tiên đừng có thân quá, từng bước từ từ tính sao. Chứ giờ tự nhiên mới vô thể hiện gì đó nhiệt tình cho đã, cuối cùng sau này chán. Hiểu không? Các anh chị hiểu ý cái đó không?
À, nhưng mà ai sống đời, ví dụ như Toàn có chia sẻ với Toàn, vợ Toàn, thì đã mình cam kết sống cuộc đời với nhau thì mình phải sao? Mình phải khởi tạo những cái đức tính đảm bảo rằng là có thể sống trọn đời. Bao dung là một trong những cái các anh chị có thể khởi tạo với người thân yêu của mình. Nên có một câu nói của ông bà xưa, ngày xưa, các anh chị có thể ghi vào. Quân tử gặp nhau thì không cần phải vội. Quân tử gặp nhau thì không cần phải vội. Có nghĩa là hai người quân tử với nhau, chuẩn bị gặp nhau thì đừng vội làm ăn gì chứ. Cứ chơi đi, từ từ làm ăn sao. Còn đừng vội. Ngày xưa ông bà mình câu đó, mà không biết nguyên văn của câu Hán Việt thì Toàn chưa biết, Toàn quên. Ý nãy ý là cái quân tử mà gặp nhau thì mình đừng có gì vội. Ở đây á, cái câu hỏi của Tường Vi rất hay. Bao dung là lỗi người mà không nhập vào mình, hay là thấy lỗi người luôn? Bao dung là lỗi người mà không nhập vào mình, chứ không phải là không lấy lỗi người. Không thấy lỗi người nó ganh giới lắm. Nó giống như an vui, là biết là như vậy thôi, là nó giống an vui. Thì cái này đang dùng tánh, nên là vẫn có phân tích phân biệt, nhưng không cho vào con người của mình. Được không? Đó, ý nghĩa vậy đó. Thôi, xin phép các anh chị, Toàn có mời mấy anh em trong tổ chức ăn Trung Thu buổi tối nay chút xíu trên lầu. Hôm qua ăn có mấy người à. Buồn quá. Bữa nay có rủ một số người nữa, nên chắc mình ăn Trung Thu đi các anh chị. À, ăn Trung Thu. À, ăn Trung Thu nè. Toàn có mời các anh chị đến ăn Trung Thu nữa, nên thôi. Toàn mở micro cho các anh chị bye bye nhau một cái nha.